Phong thần diễn nghĩa, còn được gọi là bảng phong thần, là một cuốn tiểu thuyết được viết vào thời nhà Minh, dựa trên sự kiện lịch sử là sự sụp đổ của nhà Thương và sự nổi lên của nhà Chu. Cùng với đó là sự xuất hiện của rất nhiều thần tiên và yêu quái, cùng vô số giai thoại, thần thoại, truyền thuyết của đạo giáo cổ Trung Quốc. Tác giả của Phong thần diễn nghĩa có thuyết nói là Hứa Trọng Lâm, là một nhà văn sống vào thời nhà Minh. Còn theo nghiên cứu của các học giả cận đại, tiểu thuyết Phong thần diễn nghĩa là do đạo sĩ Lục Tây Tinh sáng tác để làm của hồi môn cho con gái mình. Việc ai là tác giả thật sự của bộ tiểu thuyết này vẫn còn gây tranh cãi ở Trung Quốc. Tuy nhiên, ai là tác giả cũng không quá quan trọng vì cả hai đều cùng sống vào thời nhà Minh. Câu chuyện bắt đầu với một người dòng dõi của vua Đế Khốc là Thành Thang. Ông là một người nhân đức và trung hậu. Thành Thang là thủ lĩnh của một vương quốc dưới quyền nhà Hạ. Nghe tin Y Doãn là người tài trí nên ông đã rước về rồi dâng cho vua Kiệt nhà Hạ dùng. Hạ Kiệt không biết dùng người tài nên không trọng dụng ông. Y Doãn bỏ vua Kiệt trở về với Thành Thang. Về sau vua Kiệt vô đạo, tàn bạo hại dân. Y Doãn đã giúp đỡ Thành Thang đánh bại vua Kiệt, lên ngôi thiên tử, lập ra nhà Thương. Ông trị dân nhân đức, dân coi vua như cha mẹ. Trong nước không xảy ra điều gì cần phải xài đến luật pháp nữa. Thành Thang trị vì được 13 năm thì qua đời, rồi truyền xuống con cháu đến 28 đời. Chuyện chỉ tập trung vào vị quân chủ cuối cùng của nhà Thương là vua Trụ. Vua Trụ là con thứ ba của vua Đế Ất. Vua Đế Ất có ba người con là Vi Tử Khải, Vi Tử Diễn và Ân Thọ. Sau khi tận mắt chứng kiến sức mạnh phi thường của Ân Thọ, Đế Ất đã đồng ý lập Ân Thọ làm thái tử. Vua Đế Ất trị vì được 30 năm thì băng hà. Lúc Lâm Trung có phó thác Ân Thọ cho Thái sư Văn Trọng. Sau đó Ân Thọ được lên ngôi thiên tử tức Trụ Vương. Văn thì có Thái sư Văn Trọng đủ tài trị nước, Võ thì có Trấn Quốc Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ đủ tài trấn áp các nước chư hầu. Vua Trụ ngồi hưởng thái bình, muôn dân lạc nghiệp, mưa thuận gió hòa. Bấy giờ trong các chư hầu của nhà Thương có 4 trấn chư hầu lớn, gồm có Đông Bá Hầu Khương Hoàng Sở, Nam Bá Hầu Ngạt Sùng Võ, Tây Bá Hầu Cơ Sương, Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ. Mỗi trấn chư hầu lớn thay nhà Thương cai trị gần 100 chư hầu nhỏ, có tổng cộng 700 chư hầu. 7 năm sau khi Trụ Vương lên ngôi, một số chư hầu nhỏ phía Bắc nổi dậy làm loạn, Thái sư Văn Trọng phải tuân lệnh đi đánh dẹp. Việc triều chính thiếu người định đoạt, nên vua Trụ thường gần gũi hai tên định thần là Vưu Hồn và Bí Trọng. Một hôm vào tiết tháng 3, thừa tướng Thương Dung đã đề nghị vua Trụ đến viếng miếu thần nữ Oa. Sau khi thấy tượng thần nữ Oa xinh đẹp tuyệt trần, Trụ Vương thèm muốn và viết một bài thơ trên vách tường với hàm ý trêu cợt, thất kính với thần nữ Oa. Nữ Oa nổi giận đến cung điện định giết chết Trụ Vương thì bị hào quang cản trở, biết vua Trụ còn 28 năm nữa mới tận số nên thần thông quảng đại như nữ Oa cũng không thể trái mệnh, đành nhờ ba chị em yêu quái trà trộn vào cung điện tìm cách trả thù Trụ Vương. Trụ Vương từ khi dâng hương đền nữ Oa thì say mê nhan sắc pho tượng, chẳng còn quan tâm đến việc nước. Bấy giờ, hai tên định thần Bí Trọng và Vưu Hồn ngày càng gần gũi vua Trụ, các đại thần ai nấy đều phải đem lễ vật đến hối lộ cho hai tên ấy. Chỉ có duy nhất Ký Châu Hầu Tô Hộ tánh tình cương trực, không đem lễ vật đút lót chúng. Vưu Hồn và Bí Trọng oán giận Tô Hộ, tìm cách trả thù. Hai người tâu với vua Trụ rằng con gái Tô Hộ xinh đẹp tuyệt trần không kém gì nữ Oa, nên đưa vào làm hậu phi để được toại nguyện. Vua Trụ liền gọi Tô Hộ vào triều. Nghe vua Trụ muốn con gái mình, Tô Hộ tức giận can vua nhưng bị khép tội khi quân. Tô Hộ tỏ ý không muốn phục tùng nhà Thương nữa. Vua Trụ nổi giận, thấy Ký Châu thuộc phần đất của Bắc Bá Hầu điều khiển, liền sai Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ đi đánh Tô Hộ, đồng thời lệnh cho Tây Bá Hầu Cơ Sương giúp sức. Cơ Sương thấy Tô Hộ là người quân tử ngay thẳng nên không ra quân. Sùng Hầu Hổ một mình đi đánh Tô Hộ, kết quả là bị cha con Tô Hộ và Tô Toàn Trung đánh cho đại bại. Sau đó, em trai Hầu Hổ là Sùng Hắc Hổ đến viện trợ, lại có phép tiên nên đã bắt được Tô Toàn Trung. Quan đốc lương của Tô Hộ là Trịnh Luân cũng có phép thuật cao cường đã bắt được Sùng Hắc Hổ. Cuối cùng, sứ thần của Tây Bá Hầu Cơ Sương là Tán Nghi Sinh đến khuyên giải Tô Hộ. Biết Tây Bá Hầu là người hiền đức, Tô Hộ đã đồng ý dâng con gái cho vua Trụ, hai bên giảng hòa. Hôm sau, Tô Hộ đưa con gái Đắc Kỷ lên đường đến Chầu Thiên Tử. Dọc đường có ghé vào một trạm dịch để nghỉ ngơi. Trạm này nổi tiếng có yêu quái nhưng Tô Hộ không sợ. Đêm đó, Đắc Kỷ bị một trong ba yêu quái của nữ Oa là Hồ Ly Tinh hấp hồn cướp xác. Đi vài ngày đêm nữa, cha con Tô Hộ đã đến triều ca. Vua Trụ thấy dung nhan Đắc Kỷ thì mê mẩn, xóa hết tội cho Tô Hộ, phong chức quốc thích. Từ khi Đắc Kỷ vào cung, vua Trụ ngày đêm mở tiệc ăn chơi, bỏ phế việc triều nghi, không hề để mắt đến những lời sớ của các quan nữa.
có ai vào xin ra mắt, vua Trụ cũng không cho. Một vị tiên tu luyện ngàn năm tên Vân Trung Tử, biết chuyện hồ ly nhập vào người trong cung điện nên đã dâng gươm phép cho vua Trụ trấn áp yêu quái. Đắc Kỷ sợ thanh gươm và phát bệnh, sai vua Trụ đốt đi. Sau đó, quan thái sư coi việc thiên văn là Đỗ Nguyên Tiễn đến tâu với Trụ Vương rằng trong triều có yêu khí. Trụ Vương ban đầu cũng đồng ý với Nguyên Tiễn nhưng sau đó Đắc Kỷ gièm pha, vua Trụ liền ra lệnh chém đầu Nguyên Tiễn. Quan đại phu Mai Bá xin tội cho Nguyên Tiễn nhưng không được, tức giận mắng vua và bị bắt giữ. Đắc Kỷ đã gợi ý cho Trụ Vương làm bào lạc để hành hình Mai Bá làm gương. Mai Bá chỉ kịp ré lên một tiếng, xương thịt cháy khét lẹt, phút chốc đã thành tro. Chánh cung của Trụ Vương là Khương Hoàng Hậu, con gái Đông Bá Hầu, thấy vua Trụ say mê Đắc Kỷ, sát hại trung thần thì đến trách mắng vua Trụ, của trách cả Đắc Kỷ. Để trả thù Khương Hậu và giành lấy chức chánh cung, Đắc Kỷ đã liên kết với Bí Trọng, ghép Khương Hậu vào tội phản nghịch. Khương Hậu không nhận tội thì bị Đắc Kỷ ra lệnh khoét một mắt, song Khương Hậu vẫn không nhận tội, Đắc Kỷ lại ra lệnh đốt cháy hai bàn tay, Khương Hậu đau đớn rồi tắc thở. Hai con trai Khương Hậu là Ân Hồng và Ân Giao đòi giết Đắc Kỷ báo thù cho mẹ nên cũng bị ghép vào tội phản nghịch và bị vua Trụ truy bắt. Anh em tướng quân Phương Bật và Phương Tướng đã cõng hai thái tử chạy trốn khỏi triều ca nhờ sự giúp đỡ của Hoàng Phi Hổ. Trên đường chạy trốn, bốn người lạc nhau, Ân Hồng và Ân Giao bị quân triều đình bắt được. Vua Trụ nghe lời Đắc Kỷ, hạ lệnh hành hình hai con trai. Hai vị tiên xích tinh tử và quảng thành tử đi ngang trông thấy, nổi gió to cuốn hai vị thái tử đi mất. Xích tinh tử nhận Ân Hồng làm đệ tử, Quảng Thành tử nhận Ân Giao làm đệ tử rồi đưa về núi nuôi dạy. Sau khi hại chết Khương Hậu, lo sợ Khương Hoàng Sở giấy binh làm phản, Đắc Kỷ đã xúi dục Trụ Vương gọi cả bốn chấn chư hầu về chầu để chém đầu hết. Tây Bá Hầu Cơ Xương là người nhân đức, sinh được 99 người con. Trước khi vào chầu vua Trụ, ông bấm quẻ biết mình sẽ bị nạn 7 năm, nên dặn con trưởng là Bá Ấp Khảo chăm lo việc nước. Trên đường vào chầu vua Trụ, ông gặp một trận sấm sét lớn, sau đó tìm thấy một đứa trẻ sơ sinh, Cơ Xương nhận làm con thứ 100, đặt tên là Lôi Chấn Tử. Bỗng Vân Trung Tử xuất hiện, xin nhận Chấn Tử về nuôi dưỡng. Sau đó, bốn chấn chư hầu gặp nhau tại triều ca rồi cùng dâng sớ can gián để vua Trụ hồi tâm. Vua Trụ xem xong tức giận, quyết chém cả bốn chấn chư hầu. Sùng Hầu Hổ có quan hệ tốt với Vư Hồn và Bí Trọng nên được chúng xin vua cho miễn chết. Cơ Xương là người hiền đức, được vua Trụ tha chết nhưng bị giam cầm tại thành Dũ Lý, còn Khương Hoàng Sở và Ngạt Sùng Võ bị hành hình lóc thịt. Khương Văn Hoán, con trai Khương Hoàng Sở lên ngôi Đông Bá Hầu. Ngạt Thuận, con trai Ngạt Sùng Võ thế chức Nam Bá Hầu. Hai tổng trấn này dẫn theo 400 chư hầu nhỏ bắt đầu giấy binh làm phản. Câu chuyện tiếp tục với quan tổng binh ải Trần Đường là Lý Tịnh, ông có hai con trai là Kim Cha, đệ tử của Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn và Mộc Cha, đệ tử của Phổ Hiền Chân Nhân. Vợ ông mang thai con thứ 3 nhưng đã 3 năm rưỡi vẫn chưa sinh. Thái Ất Chân Nhân liền làm phép cho vợ Lý Tịnh sinh con, đặt tên là Na Cha, rồi nhận làm đệ tử. Do vốn là tướng trời, Na Cha mau lớn phi thường, mới 7 tuổi mà mình cao 6 thước, vai rộng rành ràng, ngỗ nghịch muôn phần. Trong một lần tắm sông, Na Cha xung đột với con trai của Long Vương Ngao Quảng và đã giết chết ông ta. Ngoài ra Na Cha còn vô ý dương cung của cha bắn chết đệ tử của Thạch Cơ Nương Nương. Gia đình Lý Tịnh bị Tứ Hải Long Vương bắt trói và xử tội. Để cứu cha mẹ, Na Cha đã tự sát bằng cách lóc hết thịt và mổ bụng. Sau khi chết, hồn Na Cha bay về với Thái Ất. Ông bày cho Na Cha về báo mộng cho mẹ, lập miếu thờ để giữ cho linh hồn không bị tan biến, 3 năm sau sẽ trở lại hình người. Lý Tịnh vì tức giận với những việc Na Cha đã gây ra nên đã đến đập tan miếu thờ. Lo sợ Na Cha không kịp trở lại hình người, Thái Ất đã dùng cây sen làm xương thịt cho Na Cha. Sau khi trở lại thành người, Na Cha đã tìm tới cha mình để trả thù. Lý Tịnh không đánh lại Na Cha nên chỉ có thể chạy trốn. Vốn biết đệ tử mình ương bướng và ngang ngạnh nên Thái Ất đã nhờ hai vị đại tiên là Văn Thù và Nhiên Đăng đến giáo huấn. Văn Thù và Nhiên Đăng đã dàn xếp, chỉ ra lỗi lầm của cả hai người. Sau đó Nhiên Đăng trao cho Lý Tịnh phép báu là Lung Linh Tháp để trừng trị Na Cha nếu không nghe lời. Từ đó, cha con hòa thuận, Lý Tịnh cũng từ chức để tập trung vào việc tu luyện. Sau này Lý Tịnh thu thành chánh quả và được phong là Thác Tháp Thiên Vương. Tục câu chuyện kể về Nguyên Thủy Thiên Tôn, giáo chủ của Xiển giáo, sư huynh của ông là Lão Tử, sư đệ là Thông Thiên giáo chủ của Triệt giáo, ba người đều học cùng một thầy là Hồng Quân Lão Tổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn có học trò là 12 vị đại tiên,
vì phạm tội sát sanh nên phải xuống trần làm bề tôi cho nhà Chu. 12 vị này gồm Quảng Thành Tử, Hoàng Long Chân Nhân, Xích Tinh Tử, Cụ Lưu Tôn, Thái Ất Chân Nhân, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền Chân Nhân, Từ Hàng Đạo Nhân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Đạo Hạnh Chân Quân và Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân. Ngoài 12 vị trên, ông còn có một số học trò khác như Nam Cực Tiên Ông, Nhiên Đăng Đạo Nhân, Vân Trung Tử, Thân Công Báo và Khương Tử Nha. Ông ra lệnh cho Tử Nha xuống trần giúp đỡ Tây Chu lật đổ Trụ Vương. Tử Nha tuy không muốn xuống trần nhưng được Nam Cực Tiên Ông khuyên giải nên đành chấp nhận. Ông xuống trần lấy vợ, rồi làm nghề thầy bói ở chợ. Ông thấy một con yêu quái hóa thân thành người nên bắt giữ. Người dân tưởng Tử Nha đánh đàn bà nên báo quan địa phương. Tử Nha được thừa tướng Tỷ Can đưa về triều gặp vua Trụ. Trước mặt vua, ông đã dùng lửa tam muội đốt người đàn bà ấy, hiện nguyên hình là cây đàn tỳ bà. Đắc Kỷ biết đó là em của mình nên xin vua Trụ cho giữ cây đàn ấy, đem lên lầu phơi xương, sau 6 năm sẽ hiện lại nguyên hình. Nhờ tài phép đó, Tử Nha được vua Trụ phong cho chức quan trông coi thiên văn. Nói về Đắc Kỷ, từ lúc Khương Hậu mất, bà ta được lên ngôi chánh cung, không còn sợ ai nữa. Thấy 72 vị cung Nga của Khương Hậu có thái độ khác thường, Đắc Kỷ liền xúi dục Trụ Vương làm sái bồn, rồi truyền xô hết 72 cung Nga xuống đó cho rắn cắn chết. Đắc Kỷ nhớ lại chuyện Tử Nha đốt em mình, nghĩ ra một kế, vẽ ra một bức họa lộc đài, rồi xui Trụ Vương phong Tử Nha làm đốc công xây lộc đài. Tử Nha can gián vì sợ sẽ tốn kém, làm khổ nhân dân. Vua Trụ tức giận đòi hành hình Tử Nha bằng bào lạc, Tử Nha nhảy xuống nước rồi độn thủy đi mất. Quan đại phu Dương Nhậm vào can gián việc xây lộc đài, bị vua Trụ ra lệnh móc mắt. Thanh Hư Đạo Nhân liền nổi gió to cứu Dương Nhậm, chỗ mắt bị móc ấy mọc ra hai cánh tay thành hai con mắt thần, thấu hết mọi việc trên đời. Sau đó ông được nhận làm đệ tử của Thanh Hư. Việc xây lộc đài được giao cho Sùng Hầu Hổ. Ông ta rất trung thành trong việc xây cất lộc đài nên thi hành rất giáo diết, dùng lệnh thiên tử rất nghiêm, ai trễ đều bị đem ra xử tử giữa chợ làm gương cho kẻ khác. Tử Nha độn thủy về nhà, sự nghiệp không còn nên vợ ông là Mã Thị quyết định ly dị để lấy chồng khác. Ông quyết định sang Tây Kỳ ẩn mặt chờ ngày tiến thân. Bá ấp Khảo thấy cha bị giam cầm tại Dũ Lý đã 7 năm, nên quyết định đến kinh đô triều ca dâng báu vật cho vua Trụ chuộc tội cho cha. Trước khi đi, ông giao việc nước cho em trai là Cơ Phát. Đắc Kỷ thấy Bá ấp Khảo đẹp trai, lại có tài đàn hay nên mê lắm, lấy cớ muốn học đàn để dụ dỗ Bá ấp Khảo nhưng bị cự tuyệt. Tức giận vì bị Bá ấp Khảo nhục mạ, Đắc Kỷ vu khống Bá ấp Khảo trêu ghẹo mình với Trụ Vương. Kết quả là Bá ấp Khảo bị Đắc Kỷ xử tử bằng cách lột hết quần áo xẻ từng miếng thịt. Thịt này sau đó được dùng làm bánh tặng cho Tây Bá Hầu Cơ Xương, thử xem ông ta có phải là người xem quẻ đoán việc như thần hay không. Cơ Xương dù biết là thịt con mình nhưng vẫn ăn, hòng sớm được thả về nước. Lúc này, Cơ Phát và Tán Nghi Sinh viết thư, dâng lễ vật cho hai nịnh thần vưu hồn và bí trọng để chúng tâu Trụ Vương thả Cơ Xương về. Nhờ hai tên này, sau 7 năm giam cầm, Cơ Xương cũng được thả về nước. Trụ Vương phong cho ông chức Văn Vương, cho 3 ngày đi dạo chơi ở triều ca. Trong lúc đi dạo chơi, Cơ Xương gặp Hoàng Phi Hổ. Ông khuyên Cơ Xương không nên ở lại 3 ngày mà sớm về nước đề phòng tai họa. Thế là nhờ sự giúp đỡ của Hoàng Phi Hổ, Cơ Xương mới ở chơi 2 ngày đã bỏ trốn về nước. Trụ Vương thấy thế thì tức giận lắm, đòi bắt Cơ Xương về trị tội. Vân Trung Tử biết chuyện nên triệu Lôi Chấn Tử đến dạy võ để cứu cha nuôi. Lôi Chấn Tử ăn phải hai trái mộng đào liền biến hình biến tướng, rồi được truyền phép để xuống trần cứu cha. Dưới sự hộ tống của Lôi Chấn Tử, Cơ Xương đã về nước an toàn. Biết được trong nước có người tài, ông ăn chay 3 bữa, tắm gội sạch sẽ để đến gặp. Người đó chính là Khương Tử Nha. Tử Nha thuận lòng cùng đi về triều với các quan văn võ. Lúc bấy giờ đã 80 tuổi. Cơ Xương phong Tử Nha làm thừa tướng. Từ đấy, Tử Nha lãnh chức trị nước rất yên, trị dân phải phép, thiên hạ đều phục tùng. Bấy giờ ở triều ca, lộc đài do Sùng Hầu Hổ đốc thúc đã xây xong, vua Trụ chỉ lo hưởng thụ trên lộc đài nên cũng không để tâm đến việc Tử Nha đầu quân cho Tây Kỳ nữa. Tiếp đó, Đắc Kỷ lại bày cho vua Trụ cho xây dựng Tửu Trì và Nhục Lâm, hai người mê man trong đó, bao nhiêu công việc triều chính không hề để mắt đến. Lộc đài được xây nhằm để hãm hại Tử Nha, giờ Tử Nha đi mất nên Đắc Kỷ lại bịa chuyện lộc đài dùng để rước thần tiên xuống trần ăn tiệc. Sau đó, Đắc Kỷ nhờ những đứa con cháu hồ ly của mình biến hình thành thần tiên đến lừa gạt Trụ Vương. Thừa tướng Tỷ Can trong lúc hầu rượu đã biết được chúng là hồ ly biến hình. Ông đến gặp Hoàng Phi Hổ rồi cùng đến hang ổ của chúng phóng hỏa giết chết sạch. Tỷ Can lột da của chúng may thành một cái áo đưa vua Trụ mặc để chọc tức Đắc Kỷ. Đắc Kỷ thấy thế rất căm thù,
quyết móc tim tỷ can. Đắc Kỷ gặp người em cuối cùng là Hồ Hỉ Mị rồi rước về triều để chị em cùng nhau sai khiến vua Trụ. Vua Trụ có được Hỉ Mị thì say mê hơn cả Đắc Kỷ khi trước, xem tửu sắc là trọng, coi xã tắc như không. Để trả thù tỷ can, Đắc Kỷ bày mưu cùng Hồ Hỉ Mị, giả vờ mình bị bệnh nặng cần trái tim của tỷ can để làm thuốc. Tỷ can biết không thể thoát được, mổ bụng đưa trái tim cho Trụ Vương rồi chết. Sau một thời gian dài đi dẹp loạn, Văn Thái Sư về triều, biết chuyện vua Trụ ham mê tửu sắc làm hại trung thần, ông lớn tiếng trách mắng Trụ Vương. Sau đó, ông làm sớ khuyên vua, ghi 10 điều buộc vua Trụ phải từ bỏ. Trong 10 điều, vua Trụ từ chối thực hiện điều 1, điều 5 và điều 6. Sau đó, ở Đông Hải có loạn, Văn Thái Sư lại phải đích thân đi bình định. Lúc này, Khương Tử Nha nghe tin vua Trụ say mê tửu sắc, tin dùng Sùng Hầu Hổ cùng hai tên Vưu Hồn và Bí Trọng, chúng lộng hành không ai dám can gián. Tử Nha cùng với Văn Vương quyết định đem quân đi đánh Sùng Hầu Hổ, cho Nam Cung Hoắt làm tiên phong. Lúc bấy giờ, Hầu Hổ đang ở trong triều nên trấn chư hầu phía Bắc được giao cho con trai là Sùng Ứng Bưu. Sùng Ứng Bưu giao chiến với quân Tây Kỳ, thất thế nên cố thủ trong thành. Tử Nha liền liên lạc với Sùng Hắc Hổ, dùng lời lẽ khuyên can làm cho Hắc Hổ đồng ý giúp đỡ bắt anh trai Sùng Hầu Hổ. Hắc Hổ đến chỗ Ứng Bưu, giả vờ liên minh với cháu để gọi Hầu Hổ về. Hầu Hổ vừa về đến cổng thành thì cả hai cha con Hầu Hổ và Ứng Bưu đều bị bắt. Biết Văn Vương là người nhân nghĩa nên Tử Nha lập tức ra lệnh chém đầu. Văn Vương kể từ khi thấy thủ cấp Sùng Hầu Hổ thì sợ hãi, phát bệnh rồi qua đời, thọ 97 tuổi. Cơ nghiệp được con trai là Cơ Phát tiếp nối, xưng là Vũ Vương, phong Tử Nha làm thượng phụ. Thời gian trôi, đến Tết Nguyên Đán, phu nhân của Hoàng Phi Hổ là Giả Thị vào cung chúc thọ Đắc Kỷ. Vốn có tư thù với Hoàng Phi Hổ, Đắc Kỷ đã sai khiến Trụ Vương giở trò ong bướm, bỏ mặc luân thường đạo lý, quyết giữ trọn trinh tiết và phẩm hạnh, Giả Thị đã nhảy xuống lầu để tự sát. Hoàng Quý Phi, em gái Hoàng Phi Hổ nghe tin chị dâu tự sát liền chạy lại mắng Trụ Vương. Trụ Vương trong phút nóng giận đã ném Hoàng Phi xuống lầu chết tươi. Hoàng Phi Hổ bất bình với hôn quân vô đạo nên quyết định làm phản, đem theo gia quyến của mình vượt năm ải sang hàng Chu Vũ Vương. Đúng lúc đó, Văn Thái Sư trở về, dẫn binh đuổi theo bắt lại. Nhờ sự giúp đỡ của Na Cha, Thanh Hư Đạo Nhân và đệ tử là Hoàng Thiên Hóa, gia đình Hoàng Phi Hổ đã đến được Tây Kỳ an toàn, được Vũ Vương phong chức khai quốc võ thành vương. Thái Sư Văn Trọng không bắt được Hoàng Phi Hổ, nghĩ rằng ông ta sang Tây Kỳ ắt sẽ gây loạn, liền lệnh Trương Quế Phương cầm binh chinh phạt. Người này võ nghệ siêu quần, lại có tà thuật, trong lúc xông trận, hễ kêu tên của ai thì người ấy ngã ngựa mê man bất tỉnh. Đi cùng với ông là tướng tiên phong tên là Phong Lâm, cũng có phép thuật, khi niệm chú sẽ phụt ra một trái châu bay đến đánh vào đối phương. Quân Tây Kỳ giao chiến với hai người này bị thất thế. Thấy vậy, Thái Ất Chân Nhân liền gọi đệ tử là Na Cha xuống trợ chiến. Na Cha dùng càn khôn quyện đánh Quế Phương gãy tay, lọi xương ngã nhào xuống ngựa. Tuy thắng trận nhưng Tử Nha vẫn lo lắng. Ông về núi gặp thầy mình là Nguyên Thủy Thiên Tôn nhờ giúp đỡ. Nguyên Thủy trao bảng phong thần cho Tử Nha đem về Tây Kỳ để lập một cái đài phong thần. Trên đường về lại Tây Kỳ, Tử Nha gặp sư đệ là Thân Công Báo. Người này dụ dỗ Tử Nha về đầu quân cho vua Trụ. Sau đó, Nam Cực Tiên Ông đến đuổi hắn đi. Về đến Tây Kỳ, Tử Nha cho xây dựng đài phong thần. Đây là nơi để phong ấn các linh hồn của những vị tướng, các quan đại thần, cũng như các vị thần đã bỏ mạng trong cuộc chiến giữa Thương và Chu, và họ sẽ được phong làm thần. Sau khi xây xong, Tử Nha ra lệnh cho Hoàng Phi Hổ và Na Cha đánh úp quân của Trương Quế Phương. Trương Quế Phương và tướng Phong Lâm thấy quân ngũ vỡ tan, biết không thể nào cầm cự nổi liền bỏ chạy. Thấy Trương Quế Phương thua trận, Văn Thái Sư nhờ bốn người bạn thân là đạo sĩ ở Cửu Long Đảo đến viện trợ, gồm Vương Ma, Dương Sung, Cao Hữu Càng và Lý Hưng Bá. Mỗi người đều cưỡi một con quái thú làm ngựa chiến khiến ai nấy trông thấy đều té nhào xuống ngựa. Tử Nha lo sợ nên quay về núi Côn Lôn lần nữa để nhờ sư phụ giúp đỡ. Nguyên Thủy trao cho Tử Nha con quái thú gọi là Tứ Bất Tướng và một cây roi dài được gọi là Đả Thần Tiên. Trên đường về lại Tây Kỳ, Tử Nha thu phục được Long Tu Hồ làm đệ tử. Hôm sau hai bên giao chiến, Khương Tử Nha xuất trận, bị Vương Ma đánh chết tươi. Vương Ma chuẩn bị lấy thủ cấp Tử Nha thì bị Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn ngăn cản. Văn Thù và đệ tử là Kim Cha giết chết Vương Ma, hồn Vương Ma bay lên đài phong thần. Sau đó, Văn Thù sai Kim Cha đổ nước kim đơn vào miệng cho Tử Nha sống lại.
Ba vị đạo sĩ còn lại hay tin anh trai gặp nạn nên chạy đến báo thù. Tử Nha dùng đả thần tiên đánh bể đầu Cao Hữu Càng. Hồn ông ta cũng bay lên đài phong thần. Dương Sum thấy Hữu Càng bị giết tức giận lao đến đánh Tử Nha thì bị anh em Kim Cha và Na Cha giết chết. Linh hồn cũng bay lên đài phong thần họp bạn. Trương Quế Phương và Phong Lâm thấy hai vị đạo sĩ bị chết một cách chớp nhoáng như vậy. Đồng xông vào trợ chiến với Lý Hưng Bá, giao đấu với Kim Cha và Na Cha. Hoàng Thiên Tường, con út của Hoàng Phi Hổ tuy còn nhỏ nhưng võ nghệ cao cường, lao đến đâm trúng Phong Lâm một giáo chết tươi. Trương Quế Phương và Lý Hưng Bá rối loạn, thấy không cự lại nên cũng bỏ chạy. Mỗi người chạy một hướng. Trương Quế Phương bị quân Tây Kỳ bao vây, dù sức mạnh vô song nhưng cũng không thể chống lại nên lấy giáo đâm vào bụng tự vẫn. Lý Hưng Bá chạy thoát đến một ngọn núi thì gặp phải Mộc Cha. Số phần người này cũng không thoát khỏi bảng phong thần, bị Mộc Cha chém đầu. Nhân dịp quân Tây Kỳ đang khí thế, Văn Thái sư ép hai tên Vưu Hồn và Bí Trọng làm tham quân cho lão tướng Lỗ Hùng ra trận. Kết quả cả ba đều bỏ mạng. Lo ngại phương Đông còn giặc không thể đích thân đánh Tây Kỳ, Văn Thái sư gọi bốn vị tướng họ Ma đến cầm binh chinh phục Tây Kỳ. Bốn vị tướng này có nhiều phép lạ, được gọi là Ma Gia Tư Tướng. Một là Ma Lễ Thanh, sử dụng một cây gươm báu của thần tiên, gọi là Thanh Vân Kiếm. Kiếm này có bùa phép, mỗi lần niệm chú thì điều khiển được gió và lửa, bắn ra hàng vạn mũi kiếm, có thể đoạt mạng nhiều người cùng lúc. Hai là Ma Lễ Hồng, sở hữu cây lọng gọi là Hỗn Nguyên Tán. Trên cây lọng có đính 10 viên thần châu, mỗi lần mở lọng ra thì khiến trời đất chao đảo, càn khôn chuyển động, mọi binh khí đều có thể bị hút vào. Ba là Ma Lễ Hải, mang theo một cây đàn tỳ bà, bốn sợi dây đàn chia làm điện, thủy, phong, hỏa, mỗi lần gảy đàn là phong hỏa nổi lên, sức công phá không thua kém gì Thanh Vân Kiếm. Cuối cùng là Ma Lễ Thọ, có nuôi một con chuột trắng gọi là Hoa Hồ Điêu, mỗi lần tung ra có thể biến thành sinh vật có cánh to như con voi, dễ dàng ăn thịt quân địch. Hai bên giao chiến với nhau, các bửu bối của Na Cha, Mộc Cha và cây đả thần tiên của Tử Nha đều bị cây lọng Hỗn Nguyên Tán thu hết. Quân Tây Kỳ mất gần phân nửa, thất thế mạnh ai nấy chạy. Tử Nha buồn bã vô cùng vì từ lúc cầm quân đến nay chưa thua trận nào nặng nề như vậy, rồi ra lệnh cho các tướng cùng nhau giữ thành. Bỗng có đệ tử của Ngọc Đỉnh chân nhân đến giúp đỡ, tên là Dương Tiễn, có 72 phép biến hóa. Với tài phép của mình, Dương Tiễn giết chết con Hoa Hồ Điêu của Ma Lễ Thọ và cướp Hỗn Nguyên Tán của Ma Lễ Hồng. Cuối cùng, Thanh Hư đạo nhân cho Hoàng Thiên Hóa xuống trợ chiến. Thiên Hóa đã giết chết cả bốn anh em họ Ma. Tức giận quân Tây Kỳ quá hung hăng, Văn Thái sư quyết định tự giá thân chinh, trận đầu đánh cho Tây Kỳ thảm bại. Trận thứ hai, Văn Trọng bị quân Tây Kỳ đánh úp, thua to. Vân Trung Tử biết Văn Trọng sẽ lại đem quân đánh Tây Kỳ nên cho Lôi Chấn Tử xuống trợ chiến. Thất trận, Văn Trọng liền bay đến Biển Đông. Vốn là người của Triệt Giáo nên Văn Trọng đã nhờ sự giúp đỡ của 10 vị đạo sĩ Triệt Giáo ở Kim Ngao Đảo, được gọi là Thập Thiên Quân. 10 người này có 10 trận pháp rất lợi hại, gồm Thiên Tiệt Trận của Tần Hoàn, Địa Liệt Trận của Triệu Giang, Phong Hống Trận của Đổng Hoàn, Hàn Băng Trận của Viên Giác, Kim Quang Trận của Kim Quang Thánh Mẫu, Hóa Huyết Trận của Tôn Lương, Liệt Diệm Trận của Bạch Lễ, Lạc Hồn Trận của Diêu Tân, Hồng Thủy Trận của Vương Dịch, Hồng Sa Trận của Trương Thiệu. Đây được gọi là Thập Tuyệt Trận. Tử Nha xem xong 10 trận ấy thì ôm đầu buồn bã. Diêu Tân tin rằng Tử Nha không thể nào phá được 10 trận ấy nên dùng một phép mọn. Ông ta lao vào Lạc Hồn Trận lập một cái đài chủ phép để giết chết Tử Nha. Xích Tinh Tử biết chuyện nên bay xuống Tây Kỳ cứu Tử Nha nhưng không chống nổi Lạc Hồn Trận. Ông chạy đến cầu cứu Lão Tử. Lão Tử đưa Thái Cực Đồ cho Xích Tinh Tử. Tuy cứu được Tử Nha nhưng Xích Tinh Tử đã để Diêu Tân cướp được Thái Cực Đồ. Sau khi Tử Nha tỉnh lại thì 11 người của Xiển Giáo cũng đến trợ lực để phá Thập Tuyệt Trận của phe Triệt Giáo. Tính luôn Xích Tinh Tử thì đây chính là thập nhị đại tiên của Xiển Giáo. Sau đó Nhiên Đăng đạo nhân cũng đến, ông lãnh ấn soái lãnh đạo 12 vị đại tiên vào phá trận. Để phá được trận, Nhiên Đăng đã dùng 9 người vào trận lót đường. 9 người này đều bị giết chết rồi bay lên đài phong thần. Kết quả, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn giết chết Tần Hoàn, phá trận Thiên Tuyệt. Cụ Lưu Tôn phá trận Địa Liệt, giết chết Triệu Giang. Từ Hàng đạo nhân phá trận Phong Hầu, giết chết Đổng Hoàn. Phổ Hiền chân nhân phá trận Hàn Băng, giết chết Viên Giác. Quảng Thành Tử phá trận Kim Quang, giết chết Kim Quang Thánh Mẫu. Thái Ất chân nhân phá trận Hóa Huyết, giết chết Tôn Lương. Sau khi thấy 6 vị đạo sĩ bị giết, Thái sư Văn Trọng đến gặp bạn hữu là Triệu Công Minh nhờ giúp đỡ.
Công Minh mời Tử Nha ra khỏi thành nói chuyện, rồi dùng roi phép giết chết Tử Nha. Quảng Thành Tử dùng thuốc tiên cho Tử Nha sống lại. Hôm sau Triệu Công Minh lại đến Tây Kỳ khiêu chiến. Có một bửu bối là sâu chuỗi rất lợi hại, tên là Định Hải Châu, nên một trận mà đánh bại 5 vị đại tiên của xiển giáo gồm Huỳnh Long Chân Nhân, Xích Tinh Tử, Quảng Thành Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân và Linh Bảo Đại Pháp Sư. Ngày tiếp theo, Triệu Công Minh lại dùng Định Hải Châu đấu với Nhiên Đăng, biết là bửu bối lợi hại. Nhiên Đăng quay đầu bỏ chạy, gặp được hai đạo sĩ lạ mặt là Tiêu Thăng và Tào Bảo. Triệu Công Minh đánh chết được Tiêu Thăng, nhưng Định Hải Châu thì bị Tào Bảo đoạt mất, đành phải rút về. Mất bửu bối, Triệu Công Minh chạy đến đảo Tam Tiên mượn bửu bối của em gái là Kim Giao Tiễn, quay lại phục thù, đánh bại Nhiên Đăng một lần nữa. Tiếc thay cho Triệu Công Minh, bên phe xiển giáo bỗng xuất hiện một đạo sĩ tên Lục Yểm. Người này dùng phép tạo hình nhân trù ếm khiến Công Minh phát bệnh. Bạch Lễ thấy vậy liền đến Tây Kỳ khiêu chiến. Lục Yểm xông ra phá trận liệt diệm, giết chết Bạch Lễ. Diêu Tân ra mặt đánh Lục Yểm, Nhiên Đăng gọi Xích Tinh Tử ra tham chiến. Xích Tinh Tử giết chết Diêu Tân, phá trận mê hồn, lấy lại thái cực đồ trả cho lão tử. Vương Dịch nổi giận cũng ra tham chiến, Nhiên Đăng sai Tào Bảo vào lót đường. Sau đó sai Thanh Hư đạo nhân vào phá trận Hồng Thủy, giết chết Vương Dịch. Lục Yểm đưa 3 mũi tên cho Tử Nha bắn vào hình nhân, một mũi bắn vào mắt trái, một mũi vào mắt phải và mũi cuối cùng vào tim. Triệu Công Minh liền tắt thở. Chỉ còn một trận duy nhất là trận Hồng Sa của Trương Thiệu, cần phải có một người phúc đức vào trận mới phá được. Quân Tây Kỳ liền dùng Võ Vương Cơ Phát vào phá trận. Thấy các tướng ủng hộ như vậy, Cơ Phát chấp nhận ra trận với Lôi Chấn Tử và Na Cha theo bảo vệ. Kết quả là cả 3 người đều bị kẹt trong trận 100 ngày. Về phần thân Công Báo, kể từ lúc gặp Tử Nha thì ông ta đi lang thang khắp nơi. Vốn cổ vũ triệt giáo chống lại xiển giáo, ông ta đã đến đảo Tam Tiên để báo cái chết của Triệu Công Minh cho 3 vị tiên cô, em gái của Công Minh. Nghe tin đại ca bị ám hại, lại bị thân Công Báo kích động, cả 3 chị em quyết đến Tây Kỳ báo thù rửa hận. 3 vị tiên cô tuy là nữ nhi nhưng pháp thuật cao cường, lại có nhiều bảo bối lạ. Họ lập ra trận đồ Cửu Khúc Hoàng Hà. Trận pháp này vô cùng hung hiểm, gồm 9 khúc quanh co, kể cả là thần tiên bị bắt vào trận cũng không tìm được lối ra, hồn siêu phách lạc, mất hết đạo hạnh tu hành trở thành phàm nhân. Lục Yểm có việc nên từ giã Tây Kỳ rồi bỏ đi, hẹn vài hôm sẽ trở lại. Hai bên bắt đầu giao chiến, hàng loạt các chiến tướng của Tây Kỳ đều dễ dàng bị Tam Tiên bắt giữ, chỉ còn sót lại Nhiên Đăng và Tử Nha. Hai người bỏ chạy vào thành, thắp hương nghênh tiếp Nguyên Thủy Thiên Tôn giáng trần, có Nam Cực Tiên Ông theo hầu. Lão Tử cũng giáng trần. Cả hai cùng xông vào phá trận, 3 tiên nữ đều bỏ mạng. Hai vị thiên tôn vỗ tay một cái, sấm sét nổ tung, trận Cửu Khúc Hoàng Hà bị tiêu hủy, các vị tiên được cứu. Phá trận xong, cả hai về động, để lại Nam Cực Tiên Ông và Bạch Hạc Đồng Tử phá trận Hồng Sa. Văn Thái Sư hay tin thì buồn bã vô cùng, sau đó viết thư mời Đặng Cửu Công đến trợ chiến. Rạng sáng, Nam Cực Tiên Ông và Bạch Hạc Đồng Tử phá trận Hồng Sa, giết chết Trương Thiệu, cứu Võ Vương, Na Cha và Lôi Chấn Tử. Thừa thắng, Tử Nha lãnh đạo quân Tây Kỳ đánh đuổi quân của Thái Sư Văn Trọng ra khỏi lãnh thổ. Văn Thái Sư bỏ chạy thì bị Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa, Lôi Chấn Tử đón đầu chặn đánh. Cuối cùng, Thái Sư Văn Trọng chạy đến núi Tuyệt Long thì gặp Vân Trung Tử đang chờ sẵn, sử dụng bình bát của Nhiên Đăng nhốt Văn Thái Sư lại rồi thiêu sống ông ta. Văn Thái Sư một đời trung nghĩa vì nước, đến lúc chết linh hồn vẫn còn bay về triều ca báo mộng cho trụ vương, khuyên răn vua chăm lo việc triều chính, rồi mới bay lên bảng phong thần. Phá xong thập tuyệt trận, 12 vị đại tiên phải trở về núi tu luyện lại từ đầu. Thân Công Báo thấy Văn Trọng trầu trời thì đi lang thang tìm người đánh Tử Nha. Ông gặp được Thổ Hành Tôn, là đệ tử của Cù Lưu Tôn, có phép địa hành, độn thổ rất giỏi. Thân Công Báo xúi dục Thổ Hành Tôn lấy trộm bảo bối của sư phụ, lén trốn đến đầu quân cho Đặng Cửu Công. Sau khi vua trụ hay tin Thái Sư Văn Trọng mất, liền giao cho Đặng Cửu Công lãnh ấn soái đi chinh phạt Tây Kỳ. Hai bên giao chiến, Hoàng Phi Hổ đánh với Đặng Cửu Công, được Na Cha trợ chiến, đánh Cửu Công gãy xương. Đặng Thiền Ngọc ra trận báo thù, có bửu bối là viên đá ngũ quang, ném đá khiến Na Cha và Hoàng Thiên Hóa xẹp mũi, Long Tu Hồ nghẹo cổ, chỉ có Dương Tiễn là khắc chế được, cho Hạo Thiên Khuyển cắn vào cổ Đặng Thiền Ngọc mất một miếng thịt. Thấy tướng bị thương, Thổ Hành Tôn dùng thuốc tiên chữa bệnh cho hai cha con, được vị tướng họ Đặng trọng dụng. Ngoại hình lùn tịt của mình đã trở thành lợi thế của Thổ Hành Tôn, lại có bửu bối của sư phụ nên bắt sống được Na Cha và Hoàng Thiên Hóa, suýt bắt được Khương Tử Nha. Thấy Thổ Hành Tôn liên tiếp thắng trận, Đặng Cửu Công hứa sẽ gả con gái Thiền Ngọc cho nếu đánh thắng quân Tây Kỳ. Lợi dụng thuật độn thổ của mình, vào buổi tối Thổ Hành Tôn vào tận thành Tây Kỳ, định sát hại Võ Vương và Tử Nha nhưng không thành công.
nghi rằng bửu bối ấy của Cù Lưu Tôn, Dương Tiễn liền đến gặp Cù Lưu Tôn để hỏi thăm. Biết chuyện, Cù Lưu Tôn giận đỏ mặt rồi bay thẳng đến Tây Kỳ, thu lại bửu bối, bắt Thổ Hành Tôn Sách về thành Tây Kỳ. Vì có duyên phu thê với Đặng Thiền Ngọc nên được Tử Nha tha tội thu nhận làm tướng. Tử Nha dùng mưu kế cho Thổ Hành Tôn bắt cóc được Đặng Thiền Ngọc, lôi Chấn Tử Sông vào nhà giam cứu Na Cha và Hoàng Thiên Hóa, Đặng Cửu Công thất thế phải bỏ chạy. Đêm ấy, Thổ Hành Tôn và Đặng Thiền Ngọc kết duyên, động phòng hoa trúc. Nàng đành thuận theo duyên số, đi thuyết phục cha mình là Đặng Cửu Công cùng quy hàng Tây Kỳ, trở thành chiến tướng của nhà Chu. Hai bên vui vẻ mở tiệc ăn mừng. Lúc ấy ở triều ca, Trụ Vương hay tin Đặng Cửu Công hàng giặc thì giận lắm, rồi sai Tô Hộ lãnh binh đánh Tây Kỳ. Hoàng Phi Hổ và Hoàng Thiên Hóa bị bộ tướng của Tô Hộ là Trịnh Luân dùng phép thuật bắt sống. Trịnh Luân sau đó bị Na Cha đánh bại và bị thương. Tô Hộ tuy là quốc trượng nhưng rất căm giận vua Trụ nên mở trói cho cha con Hoàng Phi Hổ, lên kế hoạch đầu hàng Tây Kỳ, nhưng Trịnh Luân vẫn ngoan cường muốn chiến đấu đến cùng. Bỗng có một vị đạo sĩ tên Lữ Nhạc đến xin trợ chiến, người này do thân công báo gọi đến. Lữ Nhạc chữa thương cho Trịnh Luân rồi nhận làm đệ tử. Sau đó, Lữ Nhạc dẫn thêm 4 người đệ tử đến cùng chiến đấu, gồm Châu Thiên Lân, Châu Tín, Lý Kỳ, Dương Văn Huy, họ đều có nhiều bản lĩnh tài phép. Hai bên tiếp tục giao chiến, Châu Tín đánh bại Na Cha, Lý Kỳ đánh bại Mộc Cha, Châu Thiên Lân đánh bại Lôi Chấn Tử, Dương Văn Huy đánh bại Long Tu Hồ. Đêm ấy, Lữ Nhạc cùng 4 đồ đệ dùng thuốc độc hại gây ra dịch bệnh trong toàn thành Tây Kỳ. Duy chỉ có Na Cha là cốt sen và Dương Tiễn có huyền công nên vẫn khỏe mạnh. Trước tình hình đó, Huỳnh Long chân nhân và Ngọc Đảnh chân nhân liền giáng trần chỉ cho Dương Tiễn đến Hỏa Vân Động xin thuốc của Tam Thánh để chữa bệnh cho kinh thành. Dương Tiễn đến nơi xin được thuốc của Tam Thánh, rồi giải khắp 4 mặt thành. Tây Kỳ liền hết bệnh. Hai bên lại giao chiến một lần nữa, Châu Tín bị Dương Tiễn giết chết, Na Cha giết chết Lý Kỳ, Ngọc Đảnh chân nhân giết chết Châu Thiên Lân. Lữ Nhạc đánh bại Huỳnh Long chân nhân rồi cùng với Dương Văn Huy bỏ chạy. Gặp Vi Hộ đang trên đường xuống Tây Kỳ, Dương Văn Huy bị giết chết, cuối cùng chỉ có mỗi Lữ Nhạc chạy thoát. Xích Tinh Tử giao hết bửu bối cho đệ tử là Ân Hồng xuống Tây Kỳ trợ chiến. Vốn là con vua Trụ, Xích Tinh Tử lo sợ rằng Ân Hồng sẽ giúp thương đánh Chu. Trước khi đi, Ân Hồng cũng thề với thầy rằng, nếu con cãi lời thầy, thân thể con sẽ hóa thành cho bụi. Trên đường đi, Ân Hồng gặp phải Thân Công Báo, bị tên này dùng lời lẽ thuyết phục. Ân Hồng liền quay ra giúp quân thương đánh Tây Kỳ. Ân Hồng sử dụng bửu bối là một chiếc gương âm dương, khi chiếu ra có thể thu hồn phách của địch thủ, vô cùng nguy hiểm. Cha con Hoàng Phi Hổ và Hoàng Thiên Hóa đều bị ông ta bắt sống. Nhớ ơn khi xưa Phi Hổ giúp mình, Ân Hồng tha cho cha con trở về Tây Kỳ. Biết gương âm dương là của Xích Tinh Tử, Dương Tiễn liền độn thổ đến gặp. Xích Tinh Tử hay chuyện thì nổi giận bay xuống Tây Kỳ. Hai thầy trò giao chiến với nhau, do đã đưa hết bửu bối cho Ân Hồng nên Xích Tinh Tử đành rút lui. Ân Hồng thấy thầy mình bỏ chạy thì tỏ ra tự đắc. Lại có thêm một đạo sĩ tên Mã Nguyên do Thân Công Báo nhờ đến giúp sức. Mã Nguyên đánh với Dương Tiễn, dùng tay thần moi tim Dương Tiễn để ăn, nào ngờ đó là phép biến hình của Dương Tiễn, quả tim vốn là viên thuốc sổ, khiến Mã Nguyên đau bụng đi ngoài liên tiếp mấy hôm không ra trận được. Sau đó, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn đến, bày mưu cho Tử Nha bắt sống được Mã Nguyên, định chém đầu thì Chuẩn Đề xuất hiện là Tây Phương giáo chủ, xin tha cho, rồi dẫn Mã Nguyên theo về Tây Phương tu hành. Tiếp theo đó, Từ Hàng đạo nhân xuất hiện bàn kế với Xích Tinh Tử. Sau đó cho Tử Nha dùng Thái Cực Đồ nhốt Ân Hồng lại, chết nát thây trong đó, đúng như lời thề độc trước khi xuống núi của Ân Hồng. Ân Hồng hóa ra trận gió, bay lên đài phong thần. Xích Tinh Tử thấy học trò tan nát như tro, tủi lòng khóc lớn. Sau khi diệt xong Ân Hồng, ba vị tiên trưởng đều ra về. Nhân thời cơ đó, Tô Hộ gửi thư cho Tử Nha dẫn binh đến cướp dinh. Trịnh Luân cũng bị bắt nhưng không phục. Tử Nha tiếc cho Trịnh Luân là tướng trung nghĩa, tha chết không giết, thu nhận làm tướng Tây Kỳ. Vương hay tin cha vợ đầu hàng nhà Chu thì nổi giận lắm, lại sai Trương Sơn tiếp tục cuộc chinh phạt. Người này chỉ có sức mạnh, không có phép thuật nên không làm khó được quân Tây Kỳ, được thêm đạo sĩ Võ Dực Tiên giúp sức. Thân Công Báo đã đặt điều là Khương Tử Nha muốn rút gân, nhổ lông cánh của Võ Dực Tiên để tay này xuống trợ giúp nhà Thương. Tuy vậy, Võ Dực Tiên cũng là kẻ có chút đạo lý. Sau khi hỏi chuyện, Tử Nha biết là mình bị gạt, cũng không có ý định gây hấn. Bỗng dưng Na Cha tính tình hiếu thắng xông đến đánh. Thấy thế, Dương Tiễn, Thổ Hành Tôn, Lôi Chấn Tử, Hoàng Thiên Hóa cũng nhảy vào trợ chiến. Võ Dực Tiên đánh không lại cả đám tướng Tây Kỳ, đành độn thổ về trại, quyết định nửa đêm sẽ làm phép ra biển lửa thiêu cháy cả thành Tây Kỳ. Nhưng Tử Nha bấm quẻ đoán trước được, xin nước thần của Nguyên Thủy Thiên Tôn dập tắt biển lửa. Võ Dực Tiên sau đó bị Nhiên Đăng thu phục, nhận về làm đồ đệ. Khi đó, Ân Giao đã học hết đủ bản lĩnh phép thuật của Quảng Thành Tử, lại vô tình ăn phải loại hạt thần khiến sinh ra dị tướng,
mọc thêm hai đầu và hai tay. Quảng Thành Tử mừng lắm, như thể là điềm báo có thiên tướng ra giúp nhà Chu, vì vậy mà giao hết bảo bối cho học trò. Trước khi đi, Ân giao thề với thầy rằng, nếu con đổi lòng, con sẽ bị lưỡi cày cày nát thây. Kịch bản lặp lại y như với Ân Hồng. Thân công báo lại xuất hiện, thuyết phục Ân giao theo Trương Sơn đánh nhà Chu để báo thù cho em trai Ân Hồng. Ân giao bản lĩnh cũng không tầm thường, ba đầu sáu tay chín con mắt, nhìn tựa như thiên tướng giáng trần, trên tay cầm kiếm thư hùng, chuông lạc hồn, ấn phiên thiên, đều là bảo vật của Quảng Thành Tử. Một mình Ân giao đả thương Na Cha, bắt sống hai cha con Hoàng Phi Hổ, nhưng cũng giống Ân Hồng, phóng thích cho cha con họ Hoàng để tạ ơn cứu mạng năm xưa. Dương Tiễn liền đến gặp Quảng Thành Tử để hỏi chuyện Ân giao. Quảng Thành Tử nổi giận bay xuống Tây Kỳ. Ân giao nhờ có nhiều bảo bối, đến sư phụ cũng không thu phục được. Thân công báo lại cầu người đến giúp Ân giao, lần này là đạo sĩ La Tuyên. La Tuyên biết sử dụng một loại tên lửa gọi là Vạn Lý Vân Yên, nửa đêm đem bắn vào thành Tây Kỳ, lại dùng phép triệu hồi được quạn lửa và dòng lửa xuống giúp, khiến cả thành Tây Kỳ đêm đó chìm trong biển lửa. Bấy giờ, Long Cát công chúa tại núi Phượng Hoàng hay tin La Tuyên dùng phép giữ đốt thành, liền dùng đủ bối dập lửa, đánh bại La Tuyên. Trên đường chạy trốn, La Tuyên gặp Lý Tịnh đang đến đầu quân Tây Kỳ, bị Lý Tịnh dùng bảo tháp giết chết. Quay lại chuyện Ân giao, đêm hôm ấy, quân Tây Kỳ đánh úp, Trương Sơn bị Đặng Cửu Công giết chết. Ba vị đại tiên là Nhiên Đăng, Văn Thủ và Xích Tinh Tử mượn được bốn lá cờ phép để lập trận, bắt sống được Ân giao, kẹp trong núi đá, rồi dùng lưỡi cày cày nát đầu theo đúng lời thề. Linh hồn Ân giao cùng theo em trai bay lên đài phong thần. Vua Trụ hay tin con trai và Trương Sơn tử trận, liền ra lệnh cho Hồng Cẩm, có nhiều phép lạ đến cầm binh đánh Tây Kỳ. Hồng Cẩm sử dụng một cây cờ phép, mỗi lần rung lên là tạo ra một cánh cửa, đối phương lao vào thì ngay lập tức tinh thần mê man, bị chặt đầu ngay tức khắc. Long Cát công chúa biết chuyện, ra trận đánh bại rồi bắt sống Hồng Cẩm. Trong lúc chuẩn bị xử trảm thì Nguyệt Lão xuất hiện can cho khỏi chết, lại nói rằng Hồng Cẩm với Long Cát công chúa có duyên nợ phu thê, vì vậy không những được Tử Nha tha tội, lại được cưới luôn Long Cát công chúa, từ đó trở thành chiến tướng cho Tây Kỳ. Rạng sáng hôm sau, Chu Vũ Vương lâm triều, Tử Nha dâng sớ trinh phạt Vua Trụ. Vũ Vương ban đầu không đồng tình, sau được quyền thần thuyết phục mới đồng ý, phong Tử Nha làm nguyên soái lãnh đạo đại quân 60 vạn. Quân đông nên cần bốn tướng tiên phong, gồm Hoàng Thiên Hóa làm tiền đội tiên phong, Nam Hung Hoát làm tả tiên phong, Võ Kiệt làm hữu tiên phong, Na Cha làm hậu đội. Dương Tiễn, Hồ Hành Tôn và Trịnh Luân được giao chức đốc lương. Ngoài ra còn có rất nhiều vị tướng tham chiến, nổi bật gồm Hoàng Phi Hổ, Long Tu Hồ, Lôi Chấn Tử, Đặng Cửu Công, Tô Hộ, Tô Toàn Trung, Hồng Cẩm, Lý Tịnh, Kim Cha, Mộc Cha, Vi Hộ. Hai nữ tướng là Long Cát công chúa và Đặng Thiền Ngọc. Những người con trai của Văn Vương Cơ Sương cũng góp mặt. Trước khi đi, Khương Tử Nha giao cho Tán Nghi Sinh chăm lo việc nước, còn việc binh lính giao cho Hoàng Cổn Cha của Hoàng Phi Hổ. Sau đó, Chu Vũ Vương và Tử Nha kéo 60 vạn quân đến hội quân với ba chư hầu Bắc, Đông và Nam để phạt Trụ. Trên đường đi, quân Tây Kỳ gặp một vị tướng tên Ngụy Môn, người này giao chiến 30 hiệp với Nam Cung Hoát và đánh bại ông ta. Ngụy Môn xin theo đầu quân cho Tử Nha. Vì vừa ra trận đã thua, Tử Nha lấy ấn soái của Nam Cung Hoát giao lại cho Ngụy Môn làm tiên phong. Bấy giờ, Trụ Vương hay tin Vũ Vương cơ phát làm phản thì ra lệnh cho Khổng Tuyên, lãnh đạo 10 vạn quân chống lại Tây Kỳ. Lần này, quân Tây Kỳ đã gặp phải đối thủ khó xơi. Khổng Tuyên có phép thuật cao cường là năm đạo hào quang, tất cả tướng địch, binh khí, bảo bối gì đem ra đều bị năm đạo hào quang đó thâu mất. Nhờ hào quang này mà Khổng Tuyên liên tiếp thắng trận, bắt sống hàng loạt chiến tướng như Hồng Cẩm, Na Cha, Lôi Chấn Tử, Hoàng Phi Hổ, Lý Tịnh, Kim Cha, Mộc Cha. Lần này đã có tướng tử trận là Hoàng Thiên Hóa. Sau cái chết của con trai, Phi Hổ quyết định mời Sùng Hắc Hổ đến trợ chiến. Trên đường đi, ông thu phục được thêm ba huynh đệ muốn đến giúp sức, gồm Văn Sinh, Thôi Anh và Trương Hùng. Hai vị đại tiên là Lục Yểm và Nhiên đang đến trợ chiến, nhưng cũng không chống lại được Khổng Tuyên. Cuối cùng Chuẩn Đề xuất hiện, đánh bại Khổng Tuyên, hắn hiện nguyên hình là một con công một mắt. Chuẩn Đề trói lại rồi dẫn về Tây Phương để tu hành. Sau khi diệt được Khổng Tuyên, Nhiên Đăng, Lục Yểm và Sùng Hắc Hổ cũng từ biệt trở về chỗ ở. Quân Tây Kỳ tiến tới ải Kỵ Thủy. Sau ải Kỵ Thủy còn có hai ải Giai Mộng và Thanh Long. Tử Nha quyết định chia binh thành ba đạo. Hoàng Phi Hổ dẫn 10 vạn binh đánh ải Thanh Long. Hồng Cẩm dẫn 10 vạn binh đánh ải Giai Mộng. Tử Nha sẽ cầm quân đánh ải Kỵ Thủy. Quân Hồng Cẩm đánh đâu thắng đấy. Nhưng có một vị tướng là Hồ Lôi có phép thế thân, chém mãi không chết. Long Cát công chúa thấy vậy, dùng đủ bối cho Hồ Lôi chết thật. Bỗng có một đạo cô phe triệt giáo đến, tên là Hỏa Linh Thánh Mẫu,
là sư phụ của Hồ Lôi, nghe tin Hồ Lôi chết nên xuống quyết trả thù cho đệ tử. Bà ta có bảo bối là Mão Kim Hà, khi đội lên đầu thì tỏa hào quang rực rỡ, kẻ đối diện bị lóa mắt không nhìn thấy gì. Lại sử dụng 3.000 hỏa binh, lập ra trận phép, đốt trụ doanh trại quân Tây Kỳ, giết hơn vạn địch quân. Tử Nha ra giao chiến với Hỏa Linh Thánh Mẫu, bị chém trọng thương, lại trúng thêm một quả chùy vào lưng nên ngã xuống chết tươi. Bà ta chuẩn bị lấy thủ cấp Tử Nha thì Quảng Thành Tử xuất hiện, dùng bảo bối giết được Hỏa Linh Thánh Mẫu. Sau đó dùng tiên đơn làm cho Tử Nha sống lại. Ông liền từ giã rồi cầm Mão Kim Hà đem đến trả lại cho Thông Thiên giáo chủ. Tử Nha trên đường về thành thì gặp Thân Công Báo, hai người giao chiến với nhau. Thân Công Báo ném một quả thiên châu khiến Tử Nha ngã xuống chết ngay. Cù Lưu Tôn liền xuất hiện, bắt sống được Thân Công Báo, lại dùng tiên đơn cho Tử Nha sống lại. Thân Công Báo sau đó được Nguyên Thủy Thiên Tôn thả đi. Nói về chuyện Quảng Thành Tử trả mão cho Thông Thiên giáo chủ, phe Triệt giáo hay chuyện Hỏa Linh Thánh Mẫu tử trận nên rất tức giận, cùng nhau đánh hội đồng Quảng Thành Tử không cho về. Thông Thiên giáo chủ phải ra mặt giải vây. Sau đó học trò phe Triệt giáo lại bịa chuyện, khích cho Thông Thiên giáo chủ nổi giận. Thông Thiên giáo chủ liền cho học trò của mình dùng 4 thanh kiếm là Chu Tiên kiếm, Lục Thiên kiếm, Hãm Thiên kiếm và Tuyệt Thiên kiếm, lập nên trận Chu Tiên ở ải giới bài. Trận này rất nguy hiểm, sấm vang gió dậy, thần tiên cũng phải rụng đầu. Tử Nha về đến thành thì dẫn quân chiếm ải Dây Mộng, sau đó kéo quân sang đánh ải Tị Thủy. Bấy giờ nói đến việc Hoàng Phi Hổ dẫn binh đánh ải Thanh Long. Chủ tướng ải này là Khưu Dẫn, có nhiều phép lạ, lại có thêm quan đốc lương là Trần Kỳ có học phép tiên. Trần Kỳ dùng phép đánh bại rồi giết chết Đặng Cửu Công. Khưu Dẫn cũng dùng phép thuật hạ gục Hoàng Thiên Tường rồi đưa đầu. Trịnh Luân đến giúp sức, giao chiến với Trần Kỳ nhưng bất phân thắng bại. Đêm ấy, quân của Hoàng Phi Hổ đánh úp, Trần Kỳ bị Hoàng Phi Hổ đâm chết. Khưu Dẫn độn thổ trốn thoát được. Hoàng Phi Hổ thành công lấy ải Thanh Long. Sau khi chiếm được hai ải, hai đạo binh trở về hội quân với Tử Nha, cùng nhau đánh ải Tị Thủy. Chủ tướng ải này là Hàng Vinh sợ hãi, gửi thư về triều ca cầu cứu. Dưới trướng Hàng Vinh có vị tướng tên là Dư Hóa, tên này có bảo bối mượn của sư phụ là Thanh Đao Hóa Huyết. Mỗi lần quăng lên là hào quang chiếu sáng, nếu người phàm bị dính hào quang ấy thì mình mẩy tan ra máu tức thì. Na Cha vốn là hoa sen hóa thân nên không bị tan ra máu nhưng cũng hôn mê bất tỉnh. Lôi Chấn Tử ra trận đánh Dư Hóa nhưng cũng thất bại, nằm hôn mê bất tỉnh. Bấy giờ Dương Tiễn Giải Lương về đến hay tin, liền chạy đến gặp thầy mình là Ngọc Đỉnh Chân Nhân để hỏi thông tin về cây đao ấy. Biết được cây đao ấy là của đạo sĩ Dư Nguyên, Ngọc Đỉnh bày mưu cho Dương Tiễn hóa thân thành Dư Hóa đến gặp Dư Nguyên, xin thuốc giải cho Na Cha và Lôi Chấn Tử. Dư Nguyên bấm tay phát hiện ra đã bị lừa nên giận lắm. Đuổi theo bắt Dương Tiễn nhưng bị Hạo Thiên Khuyển cắn trọng thương. Rạng sáng hôm sau, Dương Tiễn cùng Lôi Chấn Tử ra trận đánh Dư Hóa. Kết quả là hắn ta bị Dương Tiễn tiêu diệt, đúng là cái gì cũng phải để anh ra tay. Bấy giờ Dư Nguyên cũng bay đến ải Tị Thủy trợ chiến để đánh với Tây Kỳ. Thổ Hành Tôn Vận Lương về đến, thấy Dư Nguyên cưỡi con lạc đà bay rất nhanh thì ao ước có nó để vận lương cho dễ. Tối ấy, Thổ Hành Tôn lén đi cướp lạc đà, bị Dư Nguyên bắt được nhốt trong túi càn khôn rồi phóng lửa để đốt túi. Cù Lưu Tôn ở trên mây nghe thấy tiếng đệ tử kêu la, hóa trận gió bay xuống, đớp lấy túi càn khôn bay mất. Mất bửu bối, Dư Nguyên liền đến trại Tây Kỳ đòi lại, giao chiến với Tử Nha. Cù Lưu Tôn núp sau đánh lén, quăng dây khổn tiên bắt sống được Dư Nguyên. Tuy nhiên, tên này có phép mình đồng ra sắt đao thương chém không hề hấn. Cù Lưu Tôn đem bỏ hắn vào cái cũi sắt rồi đem thả xuống biển. Dư Nguyên dùng phép trốn thoát được, chạy về gặp sư phụ là Kim Linh Thánh Mẫu, là một vị đại tiên của phe Triệt giáo. Kim Linh Thánh Mẫu thấy đệ tử bị như vậy nên rất tức giận. Liền đến gặp Thông Thiên giáo chủ, thấy đệ tử của Triệt giáo bị bắt nạt như vậy. Thông Thiên giáo chủ giao bửu bối xuyên tâm tỏa cho Dư Nguyên để bắt Cù Lưu Tôn. Có bửu bối, Dư Nguyên tự tin đến trại Tây Kỳ khiêu chiến, chả hiểu chuẩn bị như nào lại bị Cù Lưu Tôn bắt trói y như lần trước còn chưa xài được bửu bối. Tây Kỳ đau đầu không biết dùng cách gì để giết hắn, thì bỗng dưng Lục Yểm xuất hiện. Lục Yểm mang kiếm thần ra, Dư Nguyên không thoát khỏi cái họa mất đầu như lần trước nữa. Linh hồn hắn bay lên đài phong thần. Bấy giờ, cha con Hàng Vinh cùng nhau đem đại binh khiêu chiến. Hai con trai của Hàng Vinh có phép thuật phóng lửa đốt quân Tây Kỳ, Khương Tử Nha bại trận phải cùng các tướng bỏ chạy. Hai con trai Hàng Vinh đắc thắng đuổi theo, liền bị Trịnh Luân dùng phép bắt được. Có con tin, Tử Nha đem quân đến trước ải Tị Thủy khiêu chiến. Hàng Vinh xót con nên xin dâng ải đầu hàng, nhưng hai con trai không đồng ý. Tử Nha nổi giận sai Nam Cung Hoát chém đầu cả hai người. Hàng Vinh thấy hai con bị rụng đầu, đau lòng nhào xuống thành chết tươi. Linh hồn ba cha con đều bay lên đài phong thần. Binh tướng trong thành đều đầu hàng, mở cửa ải cho Vũ Vương và Tử Nha vào.
ải Tị Thủy bị chiếm. Điểm đến tiếp theo của quân Chu chính là ải Giới Bài có trận Chu Tiên của Thông Thiên Giáo Chủ. Thái Ất Chân Nhân gọi Na Cha đến cho ăn 3 trái táo. Chỉ chốc lát Na Cha mọc thêm 6 tay và 2 đầu, cộng lại là 3 đầu 8 tay. Thái Ất còn cho thêm 3 món vũ khí cho đủ 8 món. Tử Nha lúc này làm lư bồng để đón các vị tiên trưởng xuống phá trận Chu Tiên, gồm 12 vị đại tiên của xiển giáo như lần trước. Ngoài ra còn có sự giúp sức của Lục Yểm và Nhiên Đăng. Sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng giáng trần. Bên phe Triệt Giáo thấy vậy cũng mời Thông Thiên Giáo Chủ xuống, có 4 vị đệ tử hầu cận là Đa Bảo Đạo Nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu và Quy Linh Thánh Mẫu. Thông Thiên Giáo Chủ tu nhiều kiếp nên nhiều phép tắc vô cùng. Nguyên Thủy liền đến gặp Thông Thiên để nói chuyện. Sư đệ lập trận chi dữ vậy? Chủ Vương Vô Đạo khí số đã hết, sao lại vì lời thêu dệt của học trò mà lập trận giữ trái mệnh trời? Chính sư huynh đã bênh môn đồ mình không xét lẽ công bằng. Tôi lập trận này không phải vì nóng giận hay vì trái mệnh trời, mà chỉ để giữ thể diện, bảo vệ giáo lý Triệt Giáo thôi. Hai huynh đệ tranh cãi với nhau, Thông Thiên Giáo Chủ khích sư huynh Nguyên Thủy vào phá trận. Nguyên Thủy vào xem nhưng chưa dám phá vì phải đợi ý kiến của đại sư huynh là Lão Tử. Cuối cùng, Lão Tử cũng giáng trần. Xin chào đại sư huynh, tôi không có ý ngăn cản huynh nhà Chu, tôi lập trận chỉ vì muốn bảo tồn giáo lý của Triệt Giáo mà thôi. Sư đệ nói sao khó nghe quá, bảo tồn giáo lý thế nào? Quảng Thành Tử là người đạo đức, lẽ nào dám phạm người trên? Thôi, phải nghe lời ta dẹp trận ấy đi, bằng không ta bắt nạp cho thầy, đuổi về phàm tục không cho làm giáo chủ nữa, chừng ấy ăn năn không kịp. Tôi với đại sư huynh là bạn học một thầy, cùng là giáo chủ, sao sư huynh thiên vị học trò, nói nhục tôi như vậy? Nếu thế còn gì là đạo đức, lẽ phải, tôi đã lập trận thì không dẹp bao giờ. Sư huynh là người thần thông cứ vào phá thử. Lão Tử ra vào trận quá dễ dàng, cười to nói, ta thấy ngươi chưa thông đạo pháp, thế mà dám lên làm giáo chủ Triệt Giáo. Thông Thiên Giáo Chủ giận tím mặt nhưng không thể làm gì được Lão Tử, lại bị Lão Tử đập cho 3 gậy. Đa Bảo Đạo Nhân thấy thầy mình bị đánh, nổi giận lao đến chém Lão Tử, bị Lão Tử bắt được. Lão Tử nhận thấy trận này rất dữ, được tạo nên từ 4 cây kiếm của sư phụ Hồng Quân Lão Tổ. Cần có 4 người tu luyện thần thông mới phá được. Ở đây chỉ có Lão Tử và Nguyên Thủy, còn thiếu 2 người. Bỗng có 2 vị đạo sĩ ở Tây Phương là Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn đến giúp sức. Nguyên Thủy gọi 4 người đồ đệ là Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Đạo Hạnh Chân Quân, Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, dặn dò rằng sau khi thấy trận bị phá thì phải vào giật 4 cây kiếm mang về. Lại dặn Nhiên Đăng đón đầu để đánh Thông Thiên. Sáng hôm sau, 4 người đến phá trận. Tiếp Dẫn vào cửa Nam, Lão Tử vào cửa Tây, Chuẩn Đề vào cửa Bắc, Nguyên Thủy vào cửa Đông. Trận bị phá, Thông Thiên Giáo Chủ không thể chống lại 4 vị này, hoảng hốt bay lên thì bị Nhiên Đăng tấn công, phải hóa hào quang bỏ chạy. Khi thấy trận tan vỡ, 4 vị tiên liền xông vào giật lấy 4 thanh gươm. Xong việc, các tiên ai nấy đều trở về động. Tử Nha trở lại ải Tị Thủy chuẩn bị quân tiến đánh ải Giới Bài. Bấy giờ Thông Thiên Giáo Chủ bị nhục một trận nên hổ thẹn không trở về cung, dắt đệ tử lên núi lập đàn luyện phép làm một cây phướng 6 lá. Ông ta ngày đêm luyện phép để sau này lập thêm trận mới, dùng phướng ấy rửa nhục. Bấy giờ tại ải Giới Bài, chủ tướng là Từ Cái nghe tin quân Tử Nha kéo đến, liền gửi sớ về triều ca cầu cứu viện. Trụ Vương nghe lời Đắc Kỷ và Hồ Hỉ Mị cho rằng các tướng đặt điều, lấy việc chiến tranh mà đòi hỏi triều đình phải cung cấp lương tiền để chia nhau làm giàu nên không quan tâm nữa. Ai dâng sớ đều bị chém, Cơ Tử hết lời can gián nhưng cũng không giúp gì được. Hôm sau, quân Tây Kỳ kéo đến ải Giới Bài. Các tướng của ải này cũng không tầm thường, có phép thuật chỉ cần vỗ tay thì sét nổ vang trời. Ngụy Bôn tiên phong ra trận, bỏ mạng dưới phép thuật của Bành Tuân. Linh hồn Ngụy Bôn bay lên đài phong thần. Lôi Chấn Tử xung phong ra trận. Bành Tuân không ngờ Lôi Chấn Tử biết bay nên bại trận, bị giết chết. Nhân đà thắng lợi, Na Cha ra trận, giết chết tướng Vương Báo. Chủ tướng Từ Cái hoảng sợ, định dâng thành đầu hàng thì xuất hiện đạo sĩ Pháp Giai đến giúp. Tên này là sư phụ của Bành Tuân. Pháp Giai đến trước dinh Tây Kỳ khiêu chiến, dùng cây phướng phép thuật đánh bại Lôi Chấn Tử, nhưng bại trận dưới tay Na Cha. Pháp Giai bắt được Lôi Chấn Tử, định chém đầu trả thù cho đệ tử. Nhưng Từ Cái xin không chém tướng địch, mang về triều ca để lãnh thưởng. Pháp Giai đành nghe theo. Sáng hôm sau, Pháp Giai lại khiêu chiến, một mình đánh với Tử Nha, Lý Tịnh, Thổ Hành Tôn, Dương Tiễn. Trịnh Luân Vận Lương về đến, dùng phép khiến Pháp Giai hôn mê té nhào xuống đất. Pháp Giai không có tên trong bảng phong thần nên được Chuẩn Đề xin cho khỏi chết theo về Tây Phương tu hành. Từ Cái nghe tin Pháp Giai bị bắt, lập tức truyền lệnh thả Lôi Chấn Tử ra, rồi theo Lôi Chấn Tử đến dinh nhà Chu để xin dâng ải đầu hàng. Quân Tử Nha tiếp tục tiến đến ải Xuyên Vân. Chủ tướng là Từ Phương, em ruột của Từ Cái. Nghe tin anh mình đầu hàng nhà Chu thì nổi giận lắm. Từ Cái xung phong đi thuyết phục em mình đầu hàng thì bị bắt giam.
Sau đó, Từ Phương cho tướng Mã Trung ra đánh, bị Na Cha giết chết. Tiếp đến là tướng Long An Khiết dùng phép thuật bắt được Hoàng Phi Hổ, Hồng Cẩm, Nam Cung Hoát. Tuy nhiên Na Cha không bị ảnh hưởng bởi phép này, nên Long An Khiết cũng chết dưới tay Na Cha. Từ Phương thấy hai tướng tử trận thì hoảng loạn, may mắn được Lữ Nhạc và Trần Canh đến giúp. Hai tên này lập nên trận Ôn Hoàng. Tây Kỳ lo lắng tìm cách phá trận thì Vân Trung Tử đến giúp. Cho Tử Nha ba lá bùa. Trận Ôn Hoàng này nhốt Tử Nha 100 ngày trong đó, nhưng nhờ có bửu bối nên không chết, chỉ hôn mê bất tỉnh. Quay trở lại chuyện Dương Nhậm được Thanh Hư đạo nhân cứu ở phần 2. Nhận thấy đây là thời điểm thích hợp, Thanh Hư ra lệnh cho Dương Nhậm xuống Trần trợ giúp quân Chu. Dương Nhậm lao vào giao chiến, phá trận Ôn Hoàng, dùng quạt ngũ hỏa thần diệm đốt cháy Trần Canh và Lữ Nhạc ra cho. Tử Nha được cứu, Vân Trung Tử đổ thuốc cho Tử Nha tỉnh dậy, sau đó từ biệt. Quân Chu tiến vào chiếm ải Xuyên Vân, Tử Nha ra lệnh chém đầu Từ Phương. Quân đội tiếp tục kéo đến ải Đồng Quan. Chủ tướng là Dư Hóa Long, có 5 người con trai là Dư Đạt, Dư Triệu, Dư Quang, Dư Tiên và con út Dư Đức đang đi tu. Tô Hộ xin xuất binh ra trận, bị Dư Triệu giết chết, hồn bay lên đài phong thần. Hai bên giao chiến nhưng chưa bên nào thắng được. Nhờ Dương Tiễn Vận Lương về đến mới giúp quân Chu đẩy lui được 5 cha con Dư Hóa Long. Con út Dư Đức về ải thăm cha, biết chuyện nên ra giao chiến. Bị đánh hội đồng không rảnh tay dùng phép nên thua trận, độn thổ về thành. Dư Đức liền bàn với các anh làm phép giải độc, chỉ 7 ngày là binh tướng bên Chu ngã bệnh chết hết. Đến ngày thứ 3, cả đại quân không ai ngồi dậy nổi, chỉ có Na Cha và Dương Tiễn là không bị tà phép. Ngọc Đỉnh chân nhân và Huỳnh Long chân nhân liền bay xuống, kêu Dương Tiễn đến gặp Tam Thánh xin thuốc mới chữa hết bệnh. 6 cha con Dư Hóa Long sau khi thấy đã quá 7 ngày nhưng không ai chết, đành kéo quân đến đánh. Lôi Chấn Tử lao tới giết chết Dư Quang, Vi Hộ giết chết Dư Đạt, Dương Nhậm dùng quạt giết chết Dư Triệu và Dư Tiên. Lý Tịnh giết chết Dư Đức. Nhân thời cơ đó, Na Cha hiện 3 đầu 8 tay xông vào chiếm ải. Dư Hóa Long thấy 5 con đều tử trận, ải Đồng Quan cũng bị mất liền rút gươm tự vẫn. Phía trước là trận Vạn Tiên. Tử Nha lập lư bồng đón 12 vị đại tiên của xiển giáo cùng Vân Trung Tử và Nhiên Đăng. Bấy giờ trong trận Vạn Tiên có Kim Linh Thánh Mẫu cùng với rất nhiều vị tiên, đạo sĩ, pháp sư có hình thụ kỳ quái. Các tiên xiển giáo lén xem trận, bị Mã Toại bắt gặp, hắn lao đến chém Huỳnh Long chân nhân. Đánh được vài hiệp, Mã Toại dùng vòng kim cô xiết đầu Huỳnh Long không gỡ được. Phải nhờ Nguyên Thủy Thiên Tôn hạ phàm mới gỡ được. Nguyên Thủy dặn dò các học trò sau trận này phải về núi tu hành, không được xuống trần nữa. Lão Tử cũng giáng trần, Thông Thiên giáo chủ cũng có mặt. Rạng sáng hôm sau, Lão Tử cùng Nguyên Thủy đến xem trận. Ba huynh đệ Lão Tử lại gặp nhau đấu khẩu trước trận. Vị tiên đầu tiên của triệt giáo ra trận là Ô Vân Tiên, một mình đánh cho Xích Tinh Tử và Quảng Thành Tử té nhào xuống đất. May có Chuẩn Đề xuất hiện với phép thuật cao cường đã dễ dàng tóm gọn Ô Vân Tiên, hiện nguyên hình là con cá ngao dâu vàng, bị đưa về Tây Phương để tu hành. Tiếp theo, Văn Thù ra trận đánh bại được đạo sĩ Cù Thủ Tiên, hiện nguyên hình là con sư tử lông xanh rồi trở thành thú cưỡi của Văn Thù. Triệt giáo lại cho Linh Nha Tiên ra đánh, bị Phổ Hiền chân nhân đánh bại, hiện nguyên hình là con voi trắng, cũng trở thành thú cưỡi của Phổ Hiền. Từ Hàng đạo nhân đánh bại Kim Hoa Tiên, hiện nguyên hình là con hổ lông vàng, được trao cho Từ Hàng cưỡi. Thông Thiên giáo chủ thấy xiển giáo bắt học trò mình hiện nguyên hình và cưỡi, lòng đau như cắt. Quy Linh Thánh Mẫu xông ra khiêu chiến trả thù, Cù Lưu Tôn đáp trả nhưng không đánh lại, phải bỏ chạy. May gặp được Tiếp Dẫn, Tiếp Dẫn quăng sâu chuỗi đè lên lưng Quy Linh, hiện hình là con rùa rất lớn. Ngài sai đệ tử là Bạch Liên đồng tử đưa về Tây Phương. Đi giữa đường, Bạch Liên thả bầy muỗi cắn cho Quy Linh yếu đi, nào ngờ cả đàn bay ra cản không được, đàn muỗi đã cắn Quy Linh đến chết. Hôm sau, 4 vị giáo chủ vào phá trận, cho phép các tướng Tây Kỳ ai muốn theo cũng được, ấy là trời khiến cho đủ số phong thần. Hồng Cẩm và Long Cát công chúa lao vào trước, bị Kim Linh Thánh Mẫu giết chết, cả hai vợ chồng linh hồn về đài phong thần. Thông Thiên giáo chủ truyền 28 vị đạo sĩ ra trận, đều là những con vật thành tinh, được gọi là nhị thập bát tú. Người nào cũng cầm khí giới và hào quang chiếu sáng, oai phong lẫm liệt. Nguyên Thủy gọi tất cả tướng Tây Kỳ xông vào chiến đấu, Lục Yểm trên mây thấy vậy cũng lao vào cùng. Hai bên hỗn chiến với nhau, không còn phân biệt gì nữa. Lão Tử, Nguyên Thủy đánh với Thông Thiên giáo chủ, Kim Linh Thánh Mẫu bị Từ Hàng, Văn Thù, Phổ Hiền phủ vây. Bối rối bị Nhiên Đăng giết chết, hồn bay lên đài phong thần. Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Đạo Hạnh và Ngọc Đỉnh quăng 4 thanh gươm hôm trước lên. 4 cây gươm phép tỏa khói đen ngùn ngụt bao phủ cả trận Vạn Tiên. Những người có tên trong bảng phong thần đều bị 4 cây gươm này chém hết. Thông Thiên giáo chủ thấy các đệ tử mình chết gần hết, định bỏ chạy thì bị Lão Tử và Nguyên Thủy đánh. Lục Yểm dùng gươm phép giết chết Khưu Dẫn, Thông Thiên giáo chủ cùng 300 vị tiên còn sống đều bỏ chạy.
Trong số các đệ tử của triệt giáo, có Định Quan Tiên là người hiền đức được theo hai vị giáo chủ Tây Phương về Phật cảnh. Thông Thiên giáo chủ hận lắm, định lập thêm trận nữa quyết sống chết một phen thì Hồng Quân lão tổ giáng thế. Ông đứng ra hòa giải cho hai bên, không cho ba đệ tử can thiệp vào chuyện phàm trần nữa. Dứt lời, Hồng Quân lão tổ dẫn Thông Thiên rời đi, không cho dạy ai nữa. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề cùng Từ Giã trở lại Tây Phương. Lão Tử, Nguyên Thủy cùng các đại tiên đều trở về động để tu hành. Để lại Tử Nha lo việc phạt trụ, Lục Yểm trao cho Tử Nha bầu gươm phép để dùng. Thân Công Báo bị Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt trói và đem dìm xuống Bắc Hải. Sau đó, quân Tử Nha tiếp tục tiến đến ải Lâm Đồng. Chủ tướng ải này là Âu Dương Thuần, có vị tướng tên Biện Kết sở hữu cây phướng được gọi là U Hồn Bạch Cốt, hễ ai chạy ngang cây phướng thì lập tức hôn mê bất tỉnh. Nam Cung Hoát, Hoàng Phi Hổ và Lôi Chấn Tử ra trận chúng phải phép của cây phướng ấy, bị bắt sống cả. Biết phép lạ, quân Tây Kỳ né khỏi cây phướng, đồng loạt lao vào đánh Âu Dương Thuần, dù có sức mạnh như thần nhưng cũng không chống nổi. Biện Kết cũng bị thương, đành lui về thành Viết Sớ cầu viện. Thấy quân Chu còn cách vài trăm dặm, Trụ Vương quyết định truyền hai tướng là Nhuế Kết và Đặng Côn dẫn binh ra ải Lâm Đồng tiếp chiến. Hoàng Phi Hổ vốn là dượng của Đặng Côn, thấy dượng mình bị bắt, Đặng Côn thuyết phục Nhuế Kết đầu hàng nhà Chu. Quân Chu bị cây phướng ấy ngáng đường không làm sao lấy ải được. Tử Nha bèn sai Thổ Hành Tôn Độn Thổ vào ải thám thính tình hình. Biết hai tướng muốn hàng Chu nên đã cùng nhau hợp sức lập mưu kế phá ải. Đặng Côn và Nhuế Kết chỉ cách cho quân Chu vô hiệu hóa tà thuật của cây phướng, lập mưu xử trảm Biện Kết. Âu Dương Thuần biết hai tướng này làm phản, lao đến chém, đánh nhau một lúc Âu Dương Thuần đuối sức bị Nhuệ Kết chém đầu. Đặng Côn lập tức thả các tướng bị nhốt rồi mở cửa ải đón quân Chu vào. Cuối cùng cũng vượt qua năm ải, chỉ còn cách kinh đô Triều Ca bởi con sông Hoàng Hà. Tử Nha dẫn binh đến huyện Dẫn Trì hạ trại. Huyện Dẫn Trì tuy nhỏ, thành lũy đơn sơ nhưng lại có một tướng tài trấn thủ là Trương Khuê. Ngày hôm sau, Đông Bá Hầu Khương Văn Hoán xin viện binh đánh ải Du Hồn. Tử Nha cho Kim Cha và Mộc Cha dẫn 5.000 binh đi tiếp ứng. Sau đó cho Nam Cung Hoát và Hoàng Phi Hổ lãnh binh đánh huyện Dẫn Trì, thắng liền hai trận. Sùng Hắc Hổ nghe tin đại binh đã đến liền tìm đến để tham gia cùng. Trương Khuê thấy thành không giữ nổi, quyết định xông trận. Người này võ nghệ cao cường, một mình có thể địch nhiều tướng một lúc. Ông còn cưỡi một con thần mã một sừng, gọi là Độc Giác Ô Yên, chạy nhanh như chớp. Liên tiếp giết chết 5 vị tướng của Tây Kỳ gồm Sùng Hắc Hổ, Văn Sinh, Thôi Anh, Trương Hùng và Hoàng Phi Hổ. Dương Tiễn phải dùng phép biến hóa mới lừa giết được Độc Giác Ô Yên và mẹ của Trương Khuê. Trương Khuê tức giận muốn trả thù cho mẹ. Tuy mất thần mã nhưng vẫn còn phép địa hành, tốc độ còn nhanh hơn cả Thổ Hành Tôn. Ông lén vào doanh trại định ám sát Khương Tử Nha và Võ Vương, may nhờ Dương Nhậm có mắt thần mới phát giác kịp thời. Hôm sau, vợ Trương Khuê là Cao Lan Anh đến khiêu chiến, bị Đặng Thiền Ngọc đánh bại. Thổ Hành Tôn Vận Lương về đến biết chuyện liền đi cầu cứu sư phụ đến giúp. Nào ngờ Trương Khuê hay tin nên chặn đường giết chết. Đặng Thiền Ngọc nghe tin chồng chết òa khóc và xin ra đánh báo thù, lại đối đầu với Cao Lan Anh. Lần này bà ta dùng bầu phép tiên đâm mù mắt Đặng Thiền Ngọc rồi chém đầu. Linh hồn hai vợ chồng cùng bay lên đài phong thần. Thấy tình hình bất lợi, Nam Cung Hoát khuyên Tử Nha dốc toàn lực vây bốn phía. Trương Khuê liền cầu cứu Triều Ca, nhưng Trụ Vương chỉ phong một vị tướng là Viên Hồng làm nguyên soái, đứng đón tại Mạnh Tân, không dẫn binh đến Dẫn Trì. Vì quân trong thành ít, Trương Khuê lại trúng kế điệu hổ ly sơn của Tử Nha, bị dụ ra khỏi thành. Cao Lan Anh một mình giữ thành không nổi, bị Na Cha đâm chết. Trương Khuê đường cùng định chạy về Triều Ca, bị Dương Tiễn, Dương Nhậm và Vi Hộ vây lại giết chết. Quân Chu cùng nhau kéo đến Mạnh Tân hội quân với các chư hầu. Viên Hồng đang đóng quân tại Mạnh Tân, hay tin liền kéo quân đến giao chiến. Tử Nha liền kéo binh ra, bên trái có Nam Bá Hầu Ngạc Thuận, bên phải có Bắc Bá Hầu Sùng Ứng Loan, đằng sau dàn mấy trăm chư hầu thế như vũ bão. Viên Hồng cùng hai tướng tiên phong là Ngô Long và Thường Hạo có phép thuật giết chết hai vị chư hầu. Tử Nha đành thu binh về trại. Trụ Vương bấy giờ ở Triều Ca nghe tin thắng trận thì thoải mái ăn chơi, nghe lời Đắc Kỷ chặt chân dân xem tủy, mổ bụng đàn bà có chửa xem thai. Từ đó vua Trụ ngày càng hoang phế hơn xưa, bá quan đều đóng cửa nằm nhà chờ binh Chu tới. Lại có thêm hai người hình dáng kỳ dị tên Cao Minh và Cao Giác đến đầu quân cho Trụ Vương, được phong Trần Võ Tướng Quân, hội quân với Viên Hồng. Có viện binh, Viên Hồng liền dẫn quân khiêu chiến. Ba tên này vốn là yêu quái nên quân Tây Kỳ dùng cách gì cũng không thể đánh bại được. Dương Tiễn liền đến gặp thầy mình để hỏi về chúng. Ngọc Đỉnh nói rằng Cao Minh vốn là liễu quỷ có mắt thần nhìn xa ngàn dặm, tên thật là Thiên Lý Nhãn. Cao Giác là đào tinh có tai thần nghe được ngàn dặm, tên Thuận Phong Nhĩ. Tử Nha nghe theo, liền sai Lý Tịnh đem 3.000 quân đào hai gốc cây ấy, sai Lôi Chấn Tử đập nát hai bình hài cốt. Còn mình đích thân ra trận, dùng đả thần tiên giết chết cả Cao Minh và Cao Giác, hồn bay về đài phong thần.
Trong lúc đó, Dương Nhậm giao chiến với Viên Hồng, bị hắn giết chết. Dương Tiễn lại đến gặp Vân Trung Tử mượn kính chiếu yêu. Biết được Viên Hồng là con vượn bạch thành tinh, Thường Hạo là con bạch xà tinh, Ngô Long là con rết thành tinh. Dương Tiễn với phép thuật cao cường dễ dàng giết chết Ngô Long và Thường Hạo, chỉ có Viên Hồng là khó trị nhất. Trong lúc đó, tại Triều Ca lại có thêm người đến đầu quân, lần này là người khổng lồ Ô Văn Hóa. Người này chỉ có sức mạnh không có mưu trí gì. Nửa đêm hắn xông vào tập kích trại Tây Kỳ đâm chết vô số binh lính khiến các tướng Tây Kỳ sợ hãi bỏ chạy hết. Doanh trại bị đập cho tan hoang, Long Tu Hổ cũng bị đâm chết. Trụ Vương được tin binh Chu chết nhiều thì không còn lo sợ nữa, đàn ca yến tiệc suốt ngày. Tử Nha dùng kế như Ô Văn Hóa vào hẻm núi cho Nam Cung Hoát và Võ Kiệt dùng thuốc nổ thiêu chết trong đó. Viên Hồng, Ngô Long và Thường Hạo vốn thuộc nhóm Ma Sơn Thất Quái. Bốn tên còn lại cuối cùng cũng xuất hiện trợ chiến cho Viên Hồng, gồm Chư Tử Chân là con heo rừng thành tinh, Dương Hiển là con dê núi thành tinh, Đài Lễ là con sói thành tinh. Cả ba tên này đều bị Dương Tiễn dễ dàng giết chết. Tên cuối cùng là Kim Đại Thăng, là con trâu nước thành tinh, giết chết được Trịnh Luân, bị nữ oa bắt được rồi bị Nam Cung Hoát dùng đao chém đầu. Viên Hồng hay tin bảy anh em ở Mai Sơn đã chết hết sáu, chỉ còn có một mình thì rất lo lắng. Tuy vậy, Viên Hồng là loài khỉ tu luyện ngàn năm có 72 phép thần thông nên giao chiến với Dương Tiễn bất phân thắng bại. Chỉ khi nữ oa xuất hiện, dùng bức vẽ Sơn Hà xã tắc đồ, dụ cho Viên Hồng lọt vào đó, mới bắt sống được hắn. Lúc đem đi xử trảm, tất cả binh tướng dùng gươm đao kiểu gì cũng không chặt được đầu Viên Hồng, sau phải dùng đến bầu gươm phép của Lục Yểm mới giết được hắn. Trong lúc đó, Kim Cha và Mộc Cha giúp Khương Văn Hoán lấy được ải du hồn, rồi hội binh với Tử Nha ở Mạnh Tân tiến đánh Triều Ca. Tổng cộng 800 chư hầu, binh mã ước chừng 160 vạn. Trước thế mạnh của các chư hầu, Trụ Vương liền chiêu mộ ba người hiền đến chống giặc gồm Đinh Sách làm thượng tướng, Quách Thần và Đồng Trung làm oai võ tướng quân, cho quan thủ thành Lỗ Nhân Kiệt cầm đầu. Hai bên hỗn chiến một hồi, Na Cha Quang Càn Khôn Quyện giết chết Đinh Sách. Quách Thần bị Dương Tiễn giết chết, Đồng Trung bị Khương Văn Hoán giết chết. Lỗ Nhân Kiệt thất kinh chạy vào thủ thành. Thấy Lỗ Nhân Kiệt thủ thành tài giỏi, Tử Nha liền dùng kế thu phục lòng dân. Nhân dân trong thành đồng lòng mở cửa đón quân Chu vào. Tử Nha liền mời vua Trụ đến Ngọ Môn nói chuyện rồi vạch ra 10 tội của ông ta. Sau đó, vua tôi đánh nhau ở Ngọ Môn. Trụ Vương một mình chống cự với tướng Chu vây bốn phía, chém chết được Nam Bá Hầu. Lỗ Nhân Kiệt liều mình cứu vua bị Na Cha giết chết. Vua Trụ còn có một mình tả sông Hữu Đột đánh với các tướng, khiến quân Chu hao hết 26 viên tướng và mất hơn 3.000 quân. Ai nấy đều kinh ngạc trước sức mạnh của vua Trụ. Vua Trụ thất thế chạy vào trong nội cung, làm tiệc rượu từ giã Hồ Hỉ Mị, Đắc Kỷ và Ngọc Mỹ Nhân. Sáng hôm sau, vua Trụ từ giã ba người rồi lên thẳng lầu Trích Tinh. Ba con yêu định quay trở về hang cũ thì bị Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử và Vi Hộ chặn đánh. Rồi nữ oa giáng thế, trói ba con yêu lại giao cho Dương Tiễn đem về cho Tử Nha trị tội. Tử Nha ra lệnh chém đầu cả ba, riêng chỉ có Đắc Kỷ là hồ ly tu luyện ngàn năm. Khi bị lôi ra chém đầu, dùng năng lực mê hoặc khiến tất cả đám nam nhân từ đao phủ cho đến binh lính, chiến tướng, ngay đến Tử Nha cũng động lòng, không ai nỡ xuống tay với một tuyệt sắc gia nhân. Lại phải dùng đến gươm phép của Lục Yểm, tự động chém đầu, mới trừ được Đắc Kỷ. Vua Trụ trên lầu Trích Tinh hay tin, lòng sợ hãi rồi tự thiêu mình. Linh hồn ông bay lên đài phong thần, Vũ Vương liền ra lệnh phá bỏ lộc đài, lấy báu vật phân phát cho dân và phá kho lấy lúa phát triển. Các chư hầu đồng loạt tôn Vũ Vương lên ngôi thiên tử, nhưng ông không đồng ý. Sau Tử Nha và các chư hầu thuyết phục mới chấp nhận. Vũ Vương nán lại Triều Ca 10 ngày, bá tánh đều phục tùng. Quân lính bắt được đứa con út của Trụ Vương là Vũ Canh. Vũ Vương không giết, lại phong Vũ Canh trấn giữ Triều Ca, giao cho hai em trai là Cơ Thúc Tiên và Cơ Thúc Độ chức giám quốc. Hôm sau, Vũ Vương về nước, bá tánh theo đưa tiễn khóc lóc sùi sụt. Bấy giờ nhắc lại chuyện Mã Thị, từ khi chê Tử Nha bất tài rồi ly hôn, đã lấy một ông già làm dẫy tên Trương Tam Lão. Mã Thị nghe tin Tử Nha làm chức thừa tướng, giúp Vũ Vương diệt Trụ thì xấu hổ rồi thắt cổ tự vẫn. Về phần Tử Nha, sau khi hộ tống Vũ Vương về nước thì trở về núi lo việc phong thần. Đầu tiên, Tử Nha phong cho bá giám làm Thanh Phước Thần, đứng đầu 8 bộ gồm 365 vị. Ông vốn là nguyên soái của Hoàng đế Hiên Viên đi đánh giặc Si Vưu, bị chết trận tại Đông Hải. Được Khương Tử Nha cứu độ, trở thành vị quan đốc công chịu trách nhiệm trông coi bảng phong thần. Tử Nha liền gọi Hoàng Thiên Hóa cho giữ chức Bình Linh Công, cai trị ba hòn núi. Theo sau đó là Hoàng Phi Hổ cùng bốn vị huynh đệ kết nghĩa, được phong làm Thần Ngũ Nhạc, cai trị năm hòn núi. Tiếp theo, Tử Nha truyền lôi bộ lên đài, phong cho Văn Thái Sư làm Cửu Thiên Nguyên Lôi, cai quản 24 vị thiên quân xem gió, mưa, mây, chớp. 24 vị này là những nhân vật đã từng giúp đỡ Văn Trọng chống lại nhà Chu như Thập Thiên Quân, bốn vị tướng được Văn Trọng thu phục tại núi Hoàng Hoa, vân vân.
Còn về cai quản hỏa bộ, Tử Nha giao cho La Tuyên, chức Nam Phương Tam Khí, Hỏa Đức Tinh Quân. Tiếp đến là Ôn bộ Tử Nha phong cho Lữ Nhạc chức Ôn Hoàng Hạo Thiên Đại Đế. Cai quản các vị thần trong bộ này chuyên trách nhiệm diệt trừ kẻ ác trên đời. Tử Nha lại truyền đến đầu bộ, giao cho Kim Linh Thánh Mẫu đứng đầu cai trị các vì sao tinh tú. 84.000 ngôi sao lớn nhỏ đều được sai khiến. Năm bộ đầu dưới quyền Kim Linh có tên các nhân vật quen thuộc như Tô Hộ, Tô Toàn Trung, Lỗ Nhân Kiệt, Bá Ấp Khảo, Hoàng Thiên Tường, Tỷ Can, Ngạc Thuận, Đồng Trung, Quách Thần. Phong các vì sao cũng có tên các nhân vật quen thuộc như Đặng Cửu Công, Thương Dung, Trương Sơn, Hồng Cẩm, Long Cát Công Chúa, Trụ Vương, Dư Nguyên, Hỏa Linh Thánh Mẫu, Thổ Hành Tôn, Đặng Thiền Ngọc, Ô Văn Hóa, Khương Hoàng Sở, Ngụy Bôn, Vưu Hồn, Bí Trọng, Trương Quế Phương, Phong Lâm, Sùng Hầu Hổ, Dư Hóa, Trương Khuê, Ân Hồng, Long Tu Hồ, Viên Hồng, Ngô Long, Thường Hạo, Nhị Thập Bát Tú, 36 vị tiên bỏ mạng trong trận Vạn Tiên. Khương Hoàng Hậu, Hoàng Quý Phi, Cao Lan Anh, Mã Thị. Tiếp đến Tử Nha truyền Ân Giao và Dương Nhậm, phong Ân Giao chức trị niên thái quân, trông coi các việc lành giữ trong một năm. Phong Dương Nhậm chức giáp tý thái tuế, nhiệm vụ tuần du khắp thế gian, xét kẻ xấu người tốt. Sau đó Tử Nha bắt đầu cho gọi các tướng lĩnh đạo sĩ được Văn Thái Sư nhờ giúp đỡ Trụ Vương. Đầu tiên là 4 đạo sĩ ở Cửu Long Đảo được phong làm tứ thánh đại nguyên soái, phục vụ ở điện Linh Tiêu. Triệu Công Minh được phong chức Kim Long Như Ý, Huyền Đăng Chân Quân, cai quản 4 vị chánh thần dưới trướng, trong đó có Tiêu Thăng và Tào Bảo. Về sau Triệu Công Minh được dân gian tôn thờ là thần tài. 4 anh em Ma Gia tứ tướng được phong tứ đại thiên vương. Dư Hóa Long làm chức chủ động Bích Hà Nguyên Quân, vợ được phong chức vệ phòng thánh mẫu, chồng coi việc bông trái, vợ cứu việc sanh thai. Còn 5 người con cũng được phong làm ngũ phương chủ động thánh thần. Trịnh Luân và Trần Kỳ được phong làm tướng chấn giữ cửa núi Tây Phương. 3 vị tiên cô em gái Triệu Công Minh được giao trông coi việc sinh sản. Thân Công Báo được phong làm phân thủy tướng quân, lo cai quản các dòng nước nóng lạnh 2 mùa ở Đông Hải. Các vị thần ai nấy đều tuân theo mệnh lệnh rời khỏi đài phong thần. 4 cha con Lý Tịnh cùng Vi Hộ, Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử xin về núi tu hành, không nhận phú quý. Bữa sau, Chu Thiên Tử lâm triều, bá quan vào chầu đủ mặt. Chu Vũ Vương bắt đầu việc phân phong chư hầu, gồm 72 nước. Tử Nha cũng được phong hầu cai quản nước Tề. Chu Vũ Vương cai trị thiên hạ Thái Bình. Về sau Chu Vũ Vương băng hà, con là Thành Vương lên nối ngôi. Cũng được Chu Công phò tá, thiên hạ Thái Bình, lạc nghiệp. Các bạn muốn tìm hiểu thêm về triều đại nhà Chu, có thể xem video trên kênh mình nhé. Đường link mình sẽ để trong phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với series Phong Thần Diễn Nghĩa này.